Mà lại Phượng Loan cùng Thanh Ngư năm đó cùng hắn là quan hệ thù địch, trở thành hồn nô sau tự nhiên không dám phản kháng, cũng không dám có mưu hại suy nghĩ. Một khi hoàn trả hồn ấn, hai người có thể hay không nổ lên phản sát hắn, dùng báo ngày đó mối thù, không ai nói chắc được. Bịch, Phượng Loan đột nhiên lôi kéo Thanh Ngư hai chân quỳ trên mặt đất, rất cung kính cho Giang giật bái ba bái, lúc này mới ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy phức tạp, đôi mắt đẹp còn mang theo lệ quang nói ra công tử cao thượng, Phượng Loan bái phục. Giang giật cười, cười đến rất rực rỡ. Hắn không nhìn lầm người, Phượng Loan cùng Thanh Ngư bản tính cũng không tệ lắm, chỉ ít hai người không có nửa điểm muốn trả thù tâm tư, ngược lại sinh lòng cảm kích, cái này khiến hắn rất là vui mừng. Hắn đưa tay đem hai người đỡ dậy, cười nói ra, Phượng Nhi, Thanh Ngư, ngày đó ta xông lầm Phượng Minh Đại Lục, cuối cùng ra ngoài tự vệ bất đắc dĩ thu các ngươi là hồn nô, kỳ thật chúng ta cũng không thủ oán, ở vào lập trường của các ngươi, các ngươi cũng không làm sai, ngược lại vô cớ bị tội. Mấy tháng này đến, các ngươi giúp ta nhiều như vậy ta còn đem các ngươi làm hồn nô ta giang giật còn là người sao giang giật một mực là trí tình trí nghĩa người cùng hắn có thù người hắn liền là một cái giết người không chớp mắt ma đầu đối tốt với hắn đối với hắn có ân người hắn cũng tuyệt đối sẽ dũng phiền tương báo phượng loan mấy lần liều mạng giành được hắn chân tâm lần này đi đông hoàng đại lục nguy hiểm trùng điệp hắn đương nhiên sẽ không tại liên lụy hai người công tử thật tốt là người tốt thanh ngư lệ rơi đầy mặt trùng hoạch tự do vui sướng không để cho nàng có thể tự mình, giang giật lời nói càng làm cho nàng cảm động không thôi, nước mắt rầm rầm lưu lại, phượng loan không nghiêm trọng như vậy, bất quá đôi mắt đẹp cũng hồng hồng. Tốt, tốt, giang giật nhẹ nhàng cho thanh ngư xoa xoa nước mắt, còn đưa thay sờ sờ phượng loan đầu, ôn hòa nói ra, mặc kệ các ngươi là hận ta, oán ta, hoặc là cảm kích ta, ta giang giật trong lòng đều đem các ngươi xem như bằng hiếu. Ngày đó ta cho các người hứa hẹn hiếu hiệu như cũ, nếu ta giang giật có ngày nổi danh, định để các ngươi hai nhà lên như diều gặp gió, mặc dù nói cái này có chút giả mồm, bất quá là một cái nam nhân hứa hẹn. Ân, các ngươi tùy thời có thể dùng trở về, trên đường chú ý an toàn, người nhà của các ngươi đều đang đợi lấy các ngươi đoàn tụ, ngày sau hy vọng chúng ta có thể gặp lại. Ô ô, lần này liền phượng loan đều cảm động đến mơ mơ hồ hồ, ôm chặt lấy giang giật thân thể vùi đầu vào hắn lồng ngực rộng lớn bên trong, thanh ngư cũng đi theo ôm lấy, hai người ôm thật chặt giang giật, không ngừng nức nở nước mắt đem hắn trước ngực áo bảo ướt nhẹp một mảnh phượng minh đại lục nữ tử vi tôn nữ tử từ nhỏ tiếp nhận giáo dục nam nhân không đáng tin nữ tử phải tự cường hai người cũng là làm như vậy nhưng lại thế nào cường đại nữ nhân trung quy là nữ nhân nữ nhân thuần âm bản thân liền là nhu nhược đại danh từ hai người đáy lòng cũng khát vọng có một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân vì bọn nàng chắn gió che mưa vì bọn nàng chống lên một cái an toàn cảng giang giật xuất hiện lật đổ trong lòng các nàng đối nam nhân nhận biết, cũng làm cho các nàng cảm nhận được nam nhân mị lực, nam nhân dương cương, nam nhân bá khí. Nữ nhân đều là cảm tính động vật, hai người trở thành hồn nô một khắc này, sâu trong linh hồn không thể tránh khỏi xuất hiện sợ hãi, sợ hãi, tuyệt vọng, ảm đạm, thất vọng, mờ mịt, nhục chí các loại chờ tâm tình tiêu cực. Trong khoảng thời gian này đến, hai người mặt ngoài qua rất nhẹ nhàng, kỳ thật sâu trong linh hồn đều sẽ có một loại sợ hãi, mạng của mình không hề bị chính mình trưởng khống, tiền đồ xa vời đổi lại là ai đều sẽ bất an hai người rốt cuộc khôi phục tự do còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về tiếp tục làm các nàng đại đế cùng quận chúa có thể kết giao người đoàn tụ tăng thêm giang giật một phen suốt từ phế phủ lời nói tự nhiên để cho hai người rốt cuộc khó có thể che giấu cảm xúc trong đáy lòng thoáng cái phát thiết ra tốt tốt lại khóc tựu không đẹp ôn hương nguyễn ngọc trong ngực giang giật nhưng không có một tia ý niệm không chính đáng ngược lại không hiểu có loại tự hào cho là mình làm một kiện rất đáng gờm sự tình hắn chưa chắc không biết phóng hai người rời đi nhưng thật ra là một chuyện rất ngu xuẩn đã mất đi phượng loan hắn một đường sẽ càng thêm long đong cùng nguy hiểm nhưng hắn cuối cùng lựa chọn tuân theo bản tâm nhân sinh có quá nhiều xấu tốt quá nhiều dụ hoặc quá nhiều lựa chọn chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta rất nhiều thứ giống như tận lực đi cưỡng cầu ngược lại không đẹp không cần thiết đi so đo quá nhiều suy nghĩ gì đi làm cái gì tuân theo bản tâm không thẹn với lương tâm, đời này mới có thể qua vui vẻ. Đây chính là giang giật lý niệm, hắn cũng là một mực làm như vậy, coi như một vạn người đều mắng hắn ngớ ngẩn ngu đần, chính hắn cảm thấy vui vẻ là được, không cần để ý ánh mắt của người khác. Phượng Loan cùng Thanh Loan nghe được giang giật, quả nhiên rất nhanh liền đình chỉ thút thiết, nữ nhân thích trương diện là thiên tính, bất kỳ cái gì sự tình và khuôn mặt đẹp liên lụy cùng một chỗ, đều sẽ có ngoài ý liệu hiệu quả. Ừm, giang giật đem hai người đẩy ra, lại thuận tay giúp hai người sửa sang sóc sách tóc mai, lúc này mới cười nói, ta một canh giờ sau lên đường đi ám ảnh đại lục, các người nghỉ ngơi một chút liền rời đi đi, các người có thể theo phi ảnh hải đi huyết giả hung hải phía bắc, lặng yên bay trở về, ta không ở đây ngươi bọn họ bên người, võ điện cũng sẽ không đối phó các ngươi Giang giật nói xong xoay người rời đi, quay đầu gian phòng của mình, sau đó phóng thích thần niệm, dò xét phương viên trăm vạn lý tình huống, chuẩn bị lên đường. Đại đế, ô ô ô, Giang giật sau khi đi, Thanh Ngư lại ôm Phượng Loan khóc đến mơ mơ hồ hồ. Phượng Loan không tiếp tục khóc mà là cúi đầu xuống, rủ xuống mí mắt, lông mi thật dài lắc một cái lắc một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Thanh Ngư khóc một trận, đột nhiên mừng rỡ xoa xoa nước mắt, vui vẻ nhảy dựng lên, nhếch miệng cười nói: Đại đế, chúng ta rốt cục khôi phục tự do. Đi, chúng ta cùng công tử cáo biệt thoáng cái, về nhà. Thanh Ngư nằm mộng cũng nhớ về nhà, ta nghĩ ta mẹ. Phượng Loan lại ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, dừng một chút cắn răng nói ra, thanh ngư, nếu không ngươi trở về đi ta. Muốn giữ lại, đề cử một bản sách hay, thắng mình cự thần huyền huyễn sách mới chiến thần vô địch thành danh nhiều năm cự thần, chất lượng có cam đoan, đại gia có thể tìm kiếm nhìn xem. chương 577, Y Tam Tiểu Thư, ừm có người tới gần, giang giật vừa rồi đã thả ra một lần thần niệm, bất quá chỉ là dò xét phụ cận vạn lý, lần này hắn dò xét khoảng cách tăng lớn, tại ba bên ngoài vạn dặm phía đông. Hắn phát hiện có một chiếc thuyền nhỏ đang theo bên này lái tới không bằng hắn thần thức lặng yên trên thuyền quét một lần, liền không có để ý. Cái này thuyền nhỏ hẳn là một kiện bảo vật, chạy thời điểm không có nửa điểm sóc này, tốc độ cũng có thể so kim cương cảnh võ giả, nếu không phải bảo vật, khẳng định hội đi theo sóng biển hơi rung nhẹ, tốc độ cũng sẽ không như thế nhanh. Trên thuyền nhỏ có 10 người, trong đó thì nữ 5 người, hộ vệ 4 người, còn có một tên cẩm bào công tử, thực lực tối cường chỉ có kim cương đỉnh phong, công tử này cũng là đạt tới kim cương cảnh, Nhiên kỳ tại 25-26, cũng coi là không tệ. Kim cương cảnh đối giang giật không có áp lực, sở dĩ hắn thần thức quét một lần tiếp tục hướng nơi xa quét tới, tại phương viên trăm vạn lý quét một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào về sau, hắn thần thức lặng yên rụt trở về. Ừm cái này thuyền nhỏ thế mà hướng bên này thẳng tắp chạy mà đến, chẳng lẽ là hướng chúng ta tới. Thần thức rút về lúc, hắn ngoài ý muốn phát hiện kia thuyền nhỏ cách hắn chỗ hải vực chỉ có mấy ngàn dặm, không nhịn được có chút hoài nghi, thần thức lặng yên bay vào trong thuyền, chuẩn bị dò xét thoáng cái mục đích của bọn hắn. Hắn cái này thần niệm vô thuật có thể đem thần thức vô hạn phóng đại, nói một cách khác. Thần trí của hắn tại thần niệm vô thuật hạ tăng cường gấp trăm lần, bình thường kim cương cường giả là tuyệt đối không cảm ứng được thần trí của hắn. Lần trước tại thú nhân đại lục hắn thần thức tại mông đế trên thân đảo qua, mông đế hoàn toàn không biết gì cả, cũng đã chứng minh điểm này. Thần thức như như gió mắt ẩn vào thuyền nhỏ trong khoang thuyền, Giang giật phát hiện trong khoang thuyền người ngay tại nói chuyện, vội vàng nghe lén công tử chúng ta vẫn là trở về đi lần này quá nguy hiểm nếu để cho đại nhân biết rõ chúng ta đều muốn bị trọng phạt đúng vậy a à, công tử cái này huyền đế thần cung bên trong bảo vật mặc dù mê người nhưng quá nguy hiểm vẫn là chớ đi công tử bốn tên kim cương cường giả hộ vệ ngay tại thuyết phục tên kia công tử giang giật sau khi nghe xong cũng yên tâm lại xem ra chỉ là trùng hợp cũng không phải là cố ý nhằm vào các nàng tên kia người mặc áo tím công tử cũng mở miệng ta nói các người có phiền hay không a à đoạn đường này đều nói bao nhiêu lần ý ta đã quyết, đừng muốn khuyên nhiều. Bốn tên kim cương hộ vệ niên kỷ đều rất lớn, kia kim cương đỉnh phong đoán chừng có bảy tám chục tuổi, bất quá tinh thần quắc thước, mặt đỏ lên, hắn u u thở dài lần nữa khuyên nói ra, công tử, lần này thật không phải là nói đùa, theo ta được biết đông hoàng đại lục tới rất nhiều công tử nhà giàu, bắc đế, kiếm đế, thú đế, phật đế gia tộc các loại chờ đều phái người tới, tăng thêm phi mã tộc công tử tiểu thư, lần này cường giả tụ tập, thiên quân võ giả nhiều vô số kể, bằng vào chúng ta thực lực, một cái không tốt muốn toàn quân bị diệt. Ừ, Giang giật tâm thần khẽ động, Phật đế gia tộc lại cũng người đến. Hắn lại nghĩ tới phi thiên công tử, nói Phật đế y thiên Phật gia chỉ có một trai một gái, nữ nhi mất tích nhiều năm. Hắn cũng suy đoán qua, cho rằng y phiêu phiêu rất có thể là y thiên Phật nữ nhi, nếu không căn bản không có cách nào giải thích y phiêu phiêu lai lịch, dù sao trên người nàng bảo vật cùng thực lực quá mạnh. Cũng không phải là tùy ý một cái họ y tiểu thư có thể có, bình thường tiểu thư có thể tùy ý tại Đông Hoàng Đại Lục cùng Thiên Tinh Đại Lục bên trong vừa đi vừa về ghé qua. Nếu không ta cũng đi huyền đế thần cung nhìn xem coi như không đoạt khốn long thảo, cũng có thể tìm một cái y ra người, hỏi một chút mẫu thân có phải là hay không y ra tiểu thư nếu thật là y ra tiểu thư, kia hoàn toàn có thể để y ra người dẫn ta đi gặp mẫu thân. Giang giật trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, ý niệm này cùng một chỗ giống như liệu nguyên tinh hỏa, cũng không còn cách nào dập tắt nơi này cách khai đông hoàng đại lục còn rất rất xa trọng yếu nhất chính là đông hoàng đại lục nghe nói rộng lớn vô biên nguy hiểm trùng điệp phượng gia lão tổ đều không ở lại được hắn đi đông hoàng đại lục có thể hay không còn sống đến y ra cũng hai chuyện y ra con em ra phụ cận vừa vặn đi gặp a hừ ngay tại giang giật trầm ngâm lúc bên trong thuyền nhỏ hoa bào công tử đột nhiên trùng điệp hừ một cái đem giang giật giật mình tỉnh lại hắn vội vàng để cho mình nỗi lòng bình thản xuống hắn thần thức còn dừng lại tại trên thuyền nhỏ bạn nhất ba động thoáng cái gây nên trên thuyền cường giả chú ý hội mang đến phiền toái không cần thiết thuyền nhỏ công tử thình lình đứng lên cười nhạo nói ra các ngươi coi là bản công tử không biết rõ trên thực tế lần này tới công tử nhà giàu tiểu thư ta đều tin tưởng trung thực cùng các ngươi nói đi kỳ thật ta không phải đi đoạt bảo ta chỉ là đi tìm cơ hội giao hảo những công tử này tiểu thư lần này y ra y tam tiểu thư cũng tới còn có lăng gia nhã tiểu thư ta nếu là có thể đạt được hai vị tiểu thư yêu ái liền có thể một bước lên trời trở thành hào môn con rể, ám ảnh hoàng triều đời sau đế hoàng cũng trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ây, Giang giật linh hồn run lên, đầu hắn bên trong hiện lên một cái tóc tím thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ kia hắn mặc dù không có nhìn thấy mặt, nhưng cảm giác nàng tuyệt đối là một cái khuynh thành mỹ nhân. Vị tiểu thư kia tại hoang vu đông hải cứu được hắn một mạng, có một kiện thần kỳ bảo vật, có thể tránh né sư si yêu đế dò xét, để hắn khắc sâu ấn tượng, nàng không phải nói nàng tại y ra xếp hạng đệ tam sao. Phi Thiên Công Tử nói, y ra đời thứ ba chỉ có tam tử một nữ, y ra đã tới một vị tiểu thư, vậy tuyệt đối liền là vị kia thiếu nữ tóc tím. Đi huyền đế thần cung, Giang giật đột nhiên hạ quyết tâm, cái này y tam tiểu thư cùng hắn xem như có chút giao tình, nếu là có thể tìm tới nàng, liền có thể đơn giản hỏi rõ ràng y phiêu phiêu có phải là hay không y ra con em. Nếu như là, chắc hẳn cái này y tam tiểu thư cũng sẽ dẫn hắn đi gặp y phiêu phiêu, hắn có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co vừa nghĩ tới có khả năng nhìn thấy y phiêu phiêu, giang giật toàn bộ linh hồn đều run rẩy lên. Cái này run lên run lại chuyện xấu, thần trí của hắn có chút xuất hiện một chút ba động, kia kim cương cường giả tối đỉnh lập tức có cảnh giác, quát khẽ nói yêu nghiệt phương nào dám nhìn trộm chúng ta. a à, giang giật giật mình, vội vàng nhanh chóng thu hồi thần thức, nhưng này kim cương cường giả tối đỉnh thần thức lại khóa chặt hắn, một đường đi theo phúc tán mà đến, thân thể cũng bay vụt mà lên, chui vào biển cả theo đuổi không bỏ, sau một lát thần trí của hắn khóa chặt đáy biển đế cung. Hưu, công tử kia cùng mặt khác ba tên kim cương cường giả đi theo chui vào trong biển, nhìn thấy đáy biển đế cung, năm người con ngươi đều sáng lên, đế cung cũng không phải thánh khí, mà là siêu thánh khí, xem xét sẽ bất phàm, năm người tự nhiên lên cướp đoạt chi tâm. Công kích, cầm bao công tử vung tay lên phát ra một đạo mập mờ thanh âm, bốn tên kim cương cường giả dừng một chút, rất mau đánh ra bốn đạo nguyên lực công kích, hướng đế cung đập tới ầm 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 đế cung bạch quang lấp lánh bởi vì cấm chế mở ra không có nửa điểm hư hao thậm chí đều không có run rẩy một tia ông tại mấy người vừa chuẩn chuẩn bị lúc công kích đế cung bạch quang lóe lên kịch liệt thu nhỏ giang giật thân thể ra đế cung bên ngoài đem đế cung thu vào trong lòng bàn tay trên thân bạch quang lóe lên biến mất tại trong biển sâu hướng trên biển thuấn di mà đi truy năm người trong mắt sát ý lóe lên gặp giang giật khí thức không mạnh tự nhiên muốn giết người đoạt bảo năm thân ảnh theo sát lấy giang giật phá hải mà ra. Chư vị, giang giật cũng không có đào tẩu, thuấn di lên mặt biển về sau, hắn chắp tay nói, tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là các người đi ngang qua, tùy ý dò xét một phen, ta không muốn thêm tạo sát nhiệt, chư vị dừng tay đi. Ha ha ha, công tử kia sau khi nghe xong lập tức ngửa mặt lên trời cười ha ha, còn rỗi ra một cái tay đùa cợt cười to nói, các người nghe được không một cái nho nhỏ kim cương cảnh, lại nói không muốn giết chúng ta người này đầu óc không có bệnh a à, dừng tay có thể đem ngươi trên người sở hữu bảo vật giao ra, bản công tử lưu ngươi một đầu tiện mệnh. Giang giật sờ lên đầu chọc, một điểm không kinh hoàng, xem xét công tử này một chút, hỏi, ngươi xác định. Chương 578, Tân Thu tiểu đệ. Giang giật trong mắt mỉa mai thật sâu đâm bị thương công tử này, hắn thoáng cái nổi giận, vung tay lên trầm hống nói, đập chết hắn cho ta. Bốn tên kim cương cường giả, có hai người động, kia kim cương đỉnh phong ngược lại là không nhúc nhích canh giữ ở công tử này bên người, một cái tay bên trên quang mang lấp lánh tùy thời chuẩn bị động thủ. Suy suy, hai người kia thân thể hóa thành tàn ảnh hướng giang giật bay đi, trên tay một cây đao cùng một thanh kiếm đồng thời quang mang lấp lánh, chuẩn bị phóng thích đạo văn công kích. Ông, đúng lúc này giang giật động, hắn hai con người nổi lên hồng quang, cuồng bạo sát khí đổ xuống mà ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên chăm dặm kia hai cái vừa mới chuẩn bị phóng thích đạo văn công kích kim cương cường giả lập tức không động được, xa xa kim cương đỉnh phong lão người trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cách có chút xa, vốn có thể lập tức mang theo hắn ra công tử rời đi, nhưng hắn quả thực là không nhúc nhích, bởi vì hắn trong lòng không hiểu có loại cảm giác, hắn nếu là dám loạn động, hôm nay tất cả mọi người muốn chết. Giang giật vượt biển mà đến, tay áo bồng bềnh, động tác rất là phiêu giật, nhưng ở trong mắt mọi người lại cảm giác là khủng bố như vậy, kia kim cương cường giả tối đỉnh mặc dù không dám động, nhưng vẫn là nâng lên toàn thân dũng khi quát khẽ nói, vị đại nhân này, chúng ta có mắt không tròng, mời đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thêm vào chúng ta lần này ta ra công tử là ám ảnh hoàng thất thế tử, cũng coi là hoàng tử, nếu là đại nhân có thể tha tha thứ chúng ta, ngày sau tất có trọng báo. Hoàng tử, gian giật tâm niệm vừa động, bất quá vẫn là không dừng lại bước chân, nhanh chóng hướng công tử kia tới gần, đem kia kim cương đỉnh phong cũng chân áp đến không động được, hắn mới giải sầu xuống tới, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía công tử trẻ tuổi, nhìn một lát mới nói khẽ hai lựa chọn, đệ nhất dâng ra hồn ấn, thứ hai, chết. Ba ba bá, bá, bá. Công tử này cùng sở hữu kim cương hộ vệ sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, bất kỳ cái gì một lựa chọn đều không phải là mọi người có khả năng tiếp nhận. Mọi người mới vừa từ ám ảnh đại lục tới, thoáng cái liền muốn gặp đại nạn, công tử kia sắc mặt nhất là khó coi, trong mắt cũng lộ ra hối hận chi ý, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, thế giới bên ngoài quả nhiên nguy hiểm. Vị công tử này, người cần phải biết, Giang giật ánh mắt khóa chặt công tử này, nhẹ nhàng nói ra, chết rồi, cái gì cũng bị mất, trở thành của ta hồn nô, ta có thể cam đoan một năm về sau trả lại ngươi tự do, ta cho ngươi mười hơi thời gian, không dâng ra hồn ấn, ta đưa ngươi đi minh giới. Chanh chanh, giang giật trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, nguyên lực quán chú, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, hai đầu hỏa long bắt đầu du tẩu, nguyên khí hóa thành khí lãng, tại trên mũi kiếm nhập vào xuất ra, chiếu dọi đến phía trước công tử cùng hai tên kim cương đỉnh phong mặt tái nhợt một mảnh hỏa hồng. 10, cử, 8, thất, 6, như câu hồn thanh âm vang lên, đánh vào trong lòng mọi người, công tử kia sắc mặt dần dần xanh lại, kim cương đỉnh phong lão người trong mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn có lòng muốn liều chết một trận chiến, nhưng giang giật khoảng cách quá gần, kiệu uy áp quá kinh khủng, hắn quả thực là không dậy được chiến ý, chỉ có thể cắn răng chờ đợi hắn ra công tử quyết định. 3, 2, 1, giang giật đếm xong một chữ cuối cùng, trong tay hỏa long kiếm thật cao vung lên, hai đầu hỏa long cũng sẽ gào thét mà đi, công tử kia rốt cục có động tác. Trên đầu của hắn sáng lên một vệt kim quang, một viên tiểu ấn bay ra giang giật khóe miệng lộ ra ý cười một tay một chảo hồn ấn biến mất trong tay hắn tốt bốn người các ngươi lão đầu hồn ấn cũng giao ra đồng dạng một năm sau cho các ngươi giang giật ánh mắt nhìn về phía kim cương đỉnh phong lão giả thu một cái cũng là thu thu năm cái cũng là thu dứt khoát cùng một chỗ thu ông kim cương lão giả đầu rất nhanh phát sáng lên hồn ấn bay về phía giang giật không có một chút do dự nhưng để giang giật kinh dị là công tử kia bên người một tên khác kim cương tứ trọng võ giả, thất khiếu lại đột nhiên bắt đầu đổ máu, thân tử không ngừng co rúm, cuối cùng nhe răng cười nói ra, ta la lang anh hùng một thế, há có thể làm người khác hồn nô, công tử bảo trọng, la lang đi. Công tử bảo trọng, gần như đồng thời, giang giật sau lưng vang lên một tiếng bạo giống, một tên khác kim cương cường giả đồng dạng thất khiếu chảy máu mà chết, bất quá còn có một người ngược lại là ngoan ngoãn dâng tặng lên hồn ấn. Ừm, hai người này cũng là tráng sĩ, các ngươi đem bọn hắn di thể thu, về sau có cơ hội đưa về các người đại lục hảo hảo an táng. Ba cái hồn ấn tới tay, Giang giật thu hồi sát lục chân ý cảm khái một tiếng. Đương nhiên, hắn ngược lại là không có gì ái náy, thế giới này liền là tàn khốc như vậy, hắn không có thực lực, giờ phút này đã sớm bị mấy người kia giết. Hai người này cận kề cái chết không vì hồn nô, Giang giật sẽ chỉ khâm phục hai người cốt khí. Lão tề, đem la lang bọn hắn di thể cất kỹ đi. Công tử này mặt mũi tràn đầy thống khổ nhắm mắt lại, tóc trắng xóa kim cương đỉnh phong lão người cũng nước mắt tuôn đầy mặt thân thể lóe lên bay đi đem hai cỗ di thể thu vào ba người hội tụ cùng một chỗ liếc nhìn nhau đều tại giang giật trước mặt lăng không quỳ xuống công tử kia mở miệng nói chu tùy suốt thủ hạ đủ xanh cốc vực tham kiến chủ nhân đứng lên đi các ngươi qua bên kia chờ lấy giang giật tùy ý phất phất tay cũng không giải thích ba người ngoan ngoãn lui về phía sau vài dặm phiêu phù ở trên biển chờ giang giật chỉ thị ba người sắc mặt đều rất là đắng chát nhất là kia chu tùy công tử càng là muốn tự tử đều có, đường đường ám ảnh hoàng triều hoàng tử, giờ phút này cũng biến thành người khác hồn nô. Giang giật không có đi quản bọn họ, trên thực tế, bắt đầu hắn thật đúng là không có muốn đối phó bọn hắn ý tứ. Sở dĩ hắn lên mặt biển ôn tồn nói chuyện, nào có thể đoán được đám người này coi trọng đế cung, nói không nói hai câu liền muốn đánh. Đang xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn mới làm ra quyết định, chuẩn bị thu làm mấy nhân hồn nô. Bởi vì hắn đã quyết định chủ ý muốn đi huyền đế thần cung tìm y tam tiểu thư. Mang theo đám người này đi, có cái thân phận yểm hộ, khẳng định sẽ an toàn rất nhiều, nói thế nào vị này cũng miễn cưỡng xem như ám ảnh hoàng triều hoàng tử, phi ra người khẳng định phải cho chút mặt mũi. Phượng Loan cùng Thanh Ngư lập tức sẽ rời đi, bên người vừa vặn thiếu tay chân, không nghĩ tới mấy cái này chính mình đưa tới cửa. Ông, trong tay hắn xuất hiện một cái nho nhỏ đế cung, đế cung quang mang lóe lên, Phượng Loan cùng Thanh Ngư hai bóng người ra giữa không chung. Hai người ánh mắt quét qua vừa định nói chuyện, nhưng Phượng Loan thoáng cái chú ý tới xa xa Chu tùy bọn người, mắt Phượng phát lạnh, trên thân khí thế lập tức dâng lên, một bộ ngọc diện la sát dáng vẻ. A, à, Chu Hiền hòa đủ thanh cốc vực ba người xem xét, sắc mặt càng thêm ảm đạm, trong lòng ảm đạm đắng chát, còn muốn đoạt người khác bảo vật, đối phương ẩn tàng thiên quân đều không nhúc nhích đâu. Cái này đế cung khẳng định là cái không gian thần khí, ai biết bên trong còn ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả. Công tử, bọn hắn là Phượng Loan nhìn ra vấn đề, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Giang Giật, Thanh Ngư vẫn khẩn trương như cũ không thôi, dù sao đối diện có cái kim cương đỉnh phong. a, à, chớ khẩn trương, bọn hắn là ta tân thu tiểu đệ. Giang Giật cười nhạt một tiếng, Phượng Loan cùng Thanh Ngư lại lật lên bạch nhãn, cái kia cẩm bào công tử còn nói qua được, mặt khác hai cái thất lão bát lão kim cương hộ vệ, thế mà cũng gọi là tiểu đệ. Giang Giật khoát tay áo nói tốt, chuyện của ta các ngươi chớ để ý, chúng ta như vậy phân biệt đi. Cầu chúc các người thuận buồm xuôi gió, ngày sau có cơ hội ta nhất định đi phượng minh đại lục làm khách, các ngươi cũng đừng nói không chiêu đãi ta à. Hừ hừ, thanh ngư có chút ngóc đầu lên, nhìn sang giang giật, thế mà ngạo kiều nói, khoan hãy nói, chúng ta thật sẽ không chiêu đãi ngươi. Ừ, giang giật lông mày nhíu lại, cảm giác có chút không thích hợp, cũng không phải là thanh ngư chọc giận tới hắn, chỉ là đơn thuần cảm thấy có vấn đề. Quả nhiên, phượng loan mỉm cười, nói công tử đừng nghe thanh ngư, chúng ta là quyết định không trở về phượng minh đại lục sở dĩ thật không có biện pháp chiêu đãi ngươi. a à, Giang giật giật nảy cả mình, nhíu mày nói, vậy các ngươi chuẩn bị đi cái nào? Phượng Loan hai người liếc nhau, hai người khóe miệng đều tràn đầy say lòng người ý cười, thanh ngư cười hắc hắc, nói công tử đi cái nào chúng ta liền đi na. Chúng ta chuẩn bị tiếp tục làm công tử tiểu nô lệ, 10 năm sau chúng ta lại trở về. chương 579, ta thật có tốt như vậy. Hồ nháo, Giang giật sầm mặt lại, Nổi giận đùng đùng mắng: "Hai người các ngươi có phải hay không ghét bỏ thời gian trôi qua quá an nhàn, các ngươi có biết địch nhân của ta là ai võ điện? Mà võ điện tổng điện chủ là ai Bắc Đế Võ Thương? Các ngươi đi theo ta, ta cam đoan các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau cút hồi trở lại các ngươi Phượng Minh Đại Lục đi, nếu không, chọc tới ta, đem các ngươi ngay tại chỗ bá vương ngạnh thượng cung." Giang giật ngữ khí thật không tốt, cũng là trong khoảng thời gian này đến một lần lần thứ nhất đối hai người mặt đen cuối cùng còn nói lên lưu manh nói. Bất quá Phượng Loan cùng Thanh Ngư hai người liếc nhau, hé miệng cười không ngừng, hoàn toàn việc không đáng lo, nhìn thấy Giang giật lại muốn nói cái gì, Phượng Loan ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng cùng Giang giật không yếu thế chút nào đối mặt, nghiêm túc nói ra công tử, người đừng nói nữa, chúng ta đã quyết định, 10 năm, 10 năm sau chúng ta tự nhiên sẽ rời đi, không cần công tử xua đuổi. Nhìn qua Phượng Loan cặp kia quật cường con ngươi, Giang giật biết rõ vô luận hắn làm sao mắng hai người cũng sẽ không quay đầu lại, Thanh Ngư tính cách tương đối tốt một chút, cái này Phượng Minh Đại Lục Đại Đế lại là vô cùng có chủ kiến, nhận định sự tình tuyệt đối sẽ không sửa đổi, thân là Đại Đế nàng cũng đã quen nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn u u thở dài, vẫn là lần nữa khuyên nói ra, Phượng Nhi, các ngươi sao phải khổ vậy chứ các ngươi tự không tưởng niệm người nhà của các ngươi không vì các ngươi đại lục suy nghĩ vạn nhất người có chuyện bất chắc các ngươi đại lục ai đến thủ hộ ha ha phượng loan cười nhạt một tiếng bất phi sở động nói ngươi quá coi thường hai nhà chúng ta coi như chúng ta bỏ mình hai nhà cũng có thể nhanh chóng bồi dưỡng hai vị người nối nghiệp ra. Ta rời đi đại lục trước đó kỳ thật đã bí mật đưa tin cho gia tộc, để trong tộc một tên con em luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ, nếu là ta 10 năm không có trở về, tên kia con em đem kế thừa ta đại đế chi vị. a à, Giang giật cảm thấy ngoài ý muốn, ngạc nhiên hỏi, nhà các ngươi còn có linh hồn đạo văn mảnh vỡ vẫn là cao dai. Hi hi, Phượng Loan nghịch ngợm thè lưỡi, nghịch ngợm nói ra cái này không nói cho ngươi. Ngươi nhà đầu này, Giang giật trợn trắng mắt, lần nữa bất đắc dĩ thở dài nói, hai người các ngươi làm sao ngu như vậy ta lúc trước cũng luyện hóa đại lượng thiên thạch, thân thể cho luyện hỏng, đời này rất có thể thực lực dừng bước ở đây, các ngươi đi theo ta tuyệt không tiền đồ có thể nói, ngược lại sẽ bị ta liên lụy, ngày sau các ngươi tuyệt đối sẽ hối hận hôm nay làm chuyện ngu xuẩn. Ha ha, công tử ngươi đem hồn ấn trả lại cho chúng ta, sao lại không phải tại làm chuyện ngu xuẩn. Phượng Loan Uyển chuyển cười một tiếng, tiếp tục nói ra, chính như công tử nói, trước đó tại đại lục ngươi ta là quan hệ thù địch ta lúc ấy nghĩ luyện hóa ngươi công tử cao hơn một bậc phản luyện hóa ta cái này rất bình thường ở vào công tử lập trường ngươi không làm sai chúng ta cũng coi như hòa nhau mà công tử vốn có thể mang bọn ta rời đi lại bốc lên nguy hiểm tính mạng giúp chúng ta đánh giết ngư nhân tộc đại đế sư si đại đế là đại lục giải trừ to lớn tai họa ngươi là chúng ta đại lục ức vạn vạn con dân đại ân nhân các nàng không có cách nào báo ân ta cùng thanh ngư tự nhiên muốn thay các nàng báo ân Công tử thu chúng ta là hồn nô, lại cho chúng ta một cái thể diện rời đi phương thức, một đường đối với chúng ta cực kỳ tôn trọng, thân như huynh muội bằng hiếu, Phượng Nhi cùng Thanh Ngư Tâm cũng không phải làm bằng sắt, như thế nào lại không cảm giác được đâu công tử bản cùng chúng ta có cái 10 năm ước định, hiện sớm trả lại chúng ta tự do, đối với chúng ta tốt như vậy, nếu như ta cùng Thanh Ngư còn không biết có ơn tất báo, chúng ta còn tính là người sao. Một phen âm vang lời nói, nói rất có lý có theo, tình cảm giạt rào, liền giang giật đều không thể phản bác, hắn nháy nháy mắt, đưa thay sờ sờ đại quang đầu, mơ hồ hỏi ta thật sự có tốt như vậy. Phốc phốc, Phượng Loan cùng Thanh Ngư đều cười khúc khích, kia trong đôi mắt đẹp quang mang lưu truyền, mặt mày bên trong vũ mị thấy giang giật đều ngây dại. Hô, giang giật sửng sốt một lát, thở ra một hơi dài, vuốt vuốt mặt nói, được rồi, các ngươi đã muốn cùng liền theo đi, không nói, ta cũng nói bất quá các ngươi, đi thôi. Khanh khách, Phượng Loan cùng Thanh Ngư phát ra tiếng cười như chuông bạc, tựa như đánh một trận thắng chiến, hai người một trái một phải đi theo giang giật hướng xa xa chu tùy ba người vượt biển mà đi đi các ngươi trên thuyền nhỏ đi giang giật đạp nước mà đến đi đến chu tùy ba người trước mặt phung tay lên mang theo mọi người trùng trùng điệp điệp hướng số bên ngoài vạn dặm thuyền nhỏ tới gần mọi người tốc độ đều rất nhanh mấy ngàn dặm khoảng cách rất nhanh liền đến a công tử trở về trong thuyền còn có năm vị xinh đẹp thị nữ thực lực đều rất yếu chỉ có từ phủ cảnh xa xa nhìn thấy mọi người vội vàng mừng rỡ nói vừa rồi sở hữu cường giả cũng bay đi ra để các nàng rất là lo lắng bất an a à, đám người tới gần cái này năm vị thị nữ lại phát hiện bọn hắn công tử lại không phải hành tại phía trước nhất phía trước nhất chính là một cái cách ăn mặc rất là quái dị thiếu niên một cái đại quang đầu còn treo vòng tay, mặc ra thú chiến giáp khí độ so với bọn hắn công tử còn muốn đặc biệt trong lúc phất tay khí thế lệnh làm mấy cái thị nữ cảm giác được có chút kiềm chế còn không qua đây cho chủ nhân hành lễ giang giật bọn người bay lên thuyền nhỏ Chu tỷ nhìn thấy các vị thị nữ thở ơ, sắc mặt trầm xuống quát lạnh. Mấy tên thị nữ giật mình, hơi nghi hoặc một chút bọn hắn công tử vì sao muốn gọi giang giật vì chủ nhân bất quá các nàng cũng không dám hỏi nhiều. Sợ hãi quỳ xuống, thỉnh an nói, nô tỳ tham kiến chư vị đại nhân. Đứng lên đi, nhìn qua mấy tên thị nữ, giang giật có chút đau đầu, mấy vị này thị nữ thực lực quá yếu, thu mấy người hồn ấn không có nửa điểm tác dụng, linh hồn bên trong hồn ấn quá nhiều cũng dễ dàng đối linh hồn sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Nhưng nếu là giết, giang giật không hạ thủ được vấn đề không giết vạn nhất bại lộ thân phận của hắn làm sao bây giờ tóc trắng xóa kim cương đỉnh phong hộ vệ đủ lão nhìn ra giang giật trong lòng trần chờ chắp tay nói chủ nhân đừng lo lắng đây đều là hoàng thất tu luyện ra được nô lệ sinh tử ngay tại ta một ý niệm chủ nhân không cần lo lắng các nàng nha giang giật yên lòng mang theo mọi người đi vào trong khoang thuyền không chút khách khí ngồi lên chủ vị hướng phượng loan thanh ngư vẫy vẫy tay ra hiệu các nàng ngồi ở bên cạnh hắn lại tùy ý hướng chu tùy bọn người khua tay nói các ngươi cũng ngồi đi chu tùy bọn người làm sao dám tọa hạ nhưng giang giật hạ lệnh lại không dám ngỗ nghịch hắn chỉ có thể khó chịu ngồi tại hạ thủ vị đôi mắt chuyển động một bộ thấp thỏm lo âu dáng vẻ các ngươi cũng đừng quá lo lắng giang giật ánh mắt chuyển hướng đủ lão đạo ta nói qua trong một năm trả lại các ngươi hồn ấn nói làm đến chỉ cần các ngươi theo giúp ta đi huyền đế thần cung một chuyến sự tình nếu là thuận lợi nói không chừng ta rất nhanh sẽ trả cho các ngươi tự do bình thường các ngươi làm như thế nào qua tựu làm sao sống, ta tuyệt không can thiệp các ngươi. Đa tạ chủ nhân, đủ lão liền vội vàng đứng lên, Chu Hiền Hòa một cái khác cốc lão cũng sợ hãi đứng lên nói tạ. Giang giật khoát tay trận lại nói, đi theo ta không có quy củ nhiều như vậy, cũng đừng gọi ta là chủ nhân, gọi ta nhị công tử đi, đi phi mã hoàng triều, ta chính là Chu. Chu tùy nhị đệ, có người ngoài tình huống dưới, hết thảy dùng Chu tùy cầm đầu, các ngươi không thể đối ta biểu hiện quá mức cung kính, nhất là Chu tùy, biết không? Tuân mệnh, ba người chắp tay hành lễ, cùng kêu lên đáp, nội tâm cũng có chút thở dài một hơi, sự tình còn giống như không có như vậy hỏng bét nếu là Giang giật thật nói được thì làm được, mấy người cũng có trùng hoạch tự do một ngày. Tốt, Giang giật khẽ vuốt cằm, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhàn nhạt, nhạt nói ra, phía dưới chúng ta tới nói một chút huyền đế thần cung sự tình A. À. Cắt cắt chương 580, làm người làm như huyền đế. Thiên tinh giới, có kỷ nguyên bắt đầu, đã vượt qua trăm vạn năm năm tháng. Trăm vạn năm trước yêu tộc hoành hành, các loại thông thiên đại yêu chiếm cứ các đại lục, làm hại nhân gian, nhân tộc bị xua đuổi đến thâm sơn, đất hoang, băng nguyên, trên hải đảo kéo dài hơi tàn. Mà hậu nhân tộc xuất hiện rất nhiều vị nghịch thiên cường giả, không ngừng cùng yêu chống lại, phân hóa yêu tộc, lớn mạnh nhân tộc, hao tốn 30 vạn năm thời gian cuối cùng triệt để lực áp yêu tộc, trở thành mảnh này đại lục kẻ thống trị. Những này nghịch thiên cường giả cũng tại đại lục lưu truyền vô số truyền thuyết cùng cố sự. Hơn 700.000 năm trước thiên tinh giới phía nam một cái đảo nhỏ thần huyền trong đảo, đi ra một cái tuyệt thế thiên tài. Hắn 15 tuổi một người phiêu dương qua hải xâm nhập Đông Hoàng Đại Lục, bắt đầu hắn nghịch thiên truyền kỳ con đường. Khi đó nhân tộc chỉ có một vị đế hoàng, vị này đế hoàng dẫn đầu nhân tộc còn tại đau khổ chống cự tứ phương yêu tộc liên quân, mà vị này đế hoàng thọ nguyên chỉ có không đến trăm năm, nhân loại nhưng không có xuất hiện nghịch thiên cường giả, một khi cái này đế hoàng chết đi, nhân tộc lúc nào cũng có thể bị yêu tộc phản công. Vừa vào Đông Hoàng Đại Lục, vị thiếu niên này như sao chổi quật khởi, hắn gia nhập đánh dẹp yêu tộc trong đại quân. 16 tuổi hắn đột phá kim cương cảnh, trở thành một tên thống lĩnh. 19 tuổi hắn đột phá thiên quân, trở thành độc lĩnh một quân tướng quân. 22 tuổi hắn xuất quân quét ngang một cái yêu tộc đại quân, đem ngàn vạn yêu tộc đổ sát chống không. 25 tuổi hắn thực lực đã có thể cùng đại yêu chống lại. 28 tuổi hắn trở thành nhân tộc đế hoàng nghĩa tử. 30 tuổi hắn lẻ loi một mình nâng đao tiến vào yêu tộc đại bản doanh một người đồ sát 13 con đại yêu, triệt để đặt vững nhân yêu đại chiến thắng lợi. Hắn dùng thời gian 15 năm, làm người khác cả một đời đều làm không được sự tình, coi như vị kia chiến lực thông thiên đế hoàng lúc ấy cũng cảm khái nói không bằng hắn. Về sau cái này đế hoàng nhường ngôi hoàng vị cho hắn, hắn lại dẫn nhân tộc đại quân, giết yêu tộc quân lính tan giã, đem yêu tộc đuổi tiến vào rừng sâu núi thẳm, biển sâu, hoang đảo, cực bắc kéo dài hơi tàn, triệt để bất lực lại gây sóng gió. Triệt để chấn áp yêu tộc về sau, vị này mới đế hoàng ngay tại hắn tự tay luyện chế trong cung điện bế quan. Hắn là cái võ si, trở thành thiên tinh giới chi chủ, thế mà không có lập gia đình, nhất tâm hướng đạo, đại lục chính vụ cũng vung tay mặc kệ, ném cho cửu vị tối cường tướng quân đi quản lý, cũng may hắn uy vọng quá cao, không người dám làm loạn, có hắn tại một ngày, yêu tộc càng là không dám ló đầu. Hắn cái này vừa bế quan liền là 70 năm, dưới tay hắn cửu vị tướng quân đều khai chi tán diệp, trở thành đông hoàng đại lục nhất cường đại cửu đại gia tộc, thậm chí còn có một cái tướng quân liền muốn chết già rồi. Hắn sau khi xuất quan, tại Thiên Tinh giới dạo qua một vòng, tiện tay đem yêu tộc còn sót lại các vị đại yêu chém giết, sau khi trở về Triệu tập cửu vị tướng quân nói chuyện bí mật một canh giờ, cuối cùng ngay trước ức vạn con dân trước mặt, một đao phá toái hư không, Bạch Nhật phi thăng. Hắn gọi Huyền Đế, là Thiên Tinh giới vĩ đại nhất người, không có cái thứ hai. Bởi vì chỉ có hắn phá toái hư không phi thăng mà đi, về phần hắn là đi thần giới vẫn là tiên giới hay là chết rồi. Ai cũng không biết, nhưng hắn thực lực vô tiền khoáng hậu, không người có thể địch. Mà hắn ở lại Cung điện Huyền Thần Cung, cũng tại hắn phá toái hư không lúc biến mất. Đương nhiên mọi người quen thuộc xưng hô Huyền Đế Thần Cung, chính là vì không quên mất Huyền Đế hai chữ. Thần kỳ là, cách mỗi ngàn năm cung điện này lại đột nhiên hiện thế, mỗi lần xuất hiện đều tại khác biệt địa phương, có lẽ biển cả chỗ sâu, có lẽ rừng sâu núi thẳm, có lẽ thiên tinh giới tùy ý một cái trong đại lục huyền thần cung mỗi lần xuất hiện đều sẽ dừng lại một năm, một năm sau lần nữa biến mất, mặc cho sở hữu cường giả thẩm tra đều không thu hoạch được gì. Mà cái này thần cung sau khi xuất hiện, sẽ ở nửa tháng sau mở ra, 30 tuổi dưới đây kim cương võ giả có thể đi vào tầm bảo, 30 tuổi trở lên võ giả, bất luận thực lực ngươi mạnh hơn đều không cách nào đi vào. Huyền đế là thiên tinh giới bên trong tối cường người, hắn cả đời đạt được vô số bảo vật, linh dược cùng thần thông bí tịch, càng có các loại thiên địa linh bảo, tất cả đều cất giữ trong huyền thần cung nội. Mà lại truyền thuyết huyền thần cung nội còn có huyền đế năm đó sử dụng qua huyền thần đao, binh khí này là một cái chân chính thần khí, có được này thần khí chặt thiên quân cường giả như chặt cải trắng. Trả lại hắn xuyên qua huyền thần khải, coi như một đứa bé con đạt được, thiên quân đỉnh phong võ giả đều không thể tổn thương hắn mảy may. Không thể nghi ngờ, huyền thần cung là huyền đế lưu cho thiên tinh giới con dân lễ vật chân quý nhất, mặc dù không ai biết rõ huyền thần cung vì sao biến mất, lại tại sao lại cách ngàn năm xuất hiện đến cùng là có người ở bên trong khống chế, vẫn là bên trong thần kỳ cấm chế chính mình khống chế nhưng. Thiên giới chấm nhỏ dân đều biết, đây là huyền đế tại chiếu cố con dân của hắn, để hắn con dân bên trong tư chất ưu tú con em, đạt được một chút bảo vật nhanh chóng trưởng thành, trợ giúp nhân loại càng ngày càng lớn mạnh, vĩnh thế chân áp yêu tộc. Người đời sau bọn họ đối với huyền đế rất là mang ơn, đông hoàng đại lục rất nhiều trong thành trì đều có huyền đế pho tượng, ngày đêm thăm viếng. Có thể tại Huyền Thần cung nội đạt được bảo vật con em cũng sẽ bị các gia tộc coi trọng, bởi vì đạt được Huyền Đế tán thành. Đương nhiên, cũng có mắt không mở cường giả, mưu toàn kích phá Huyền Thần cung cấm chế, đem Huyền Thần cung chiếm làm của riêng, đạt được bên trong Huyền Thần đao cùng Huyền Thần khải, bất quá mỗi lần có ý nghĩ thế này người, cuối cùng đều sẽ chết rất thảm. Bởi vì Đông Hoàng Cửu Đế chỗ cửu cái gia tộc tiên tổ, liền là năm đó đi theo Huyền Đế cửu vị tướng quân. Chín đại siêu cấp gia tộc phụng Huyền Đế làm chủ, ai dám động đến Huyền Thần cung? sẽ gặp cửu đại gia tộc liên thủ truy sát, trên trời dưới đất, toàn bộ thiên tinh giới đều không có người chỗ dung thân. Lần trước huyền thần cung ra thiên tinh giới cực bắc, thẳng đến nhanh biến mất lúc mới bị người phát hiện, rất nhiều người nghe hỏi mà đi, nhưng huyền thần cung đại môn đã quan bế, sở dĩ không người có thể vào tầm bảo, để rất nhiều người thâm biểu tiếc nuối. Thời gian qua đi ngàn năm, huyền thần cung lần nữa hiện thế. Lần này ra phi mã đại lục, tin tức truyền đến toàn bộ đông hoàng đại lục oanh động, hào môn con em điên cuồng vào tới, phi mã đại lục bốn phía đại lục, nhận được tin tức gia tộc tử đệ cũng nhanh chóng hướng huyền thần cung chạy đến. Trong đó tự bao quát chu tùy, đương nhiên, chu tùy lần này cũng không có nghĩ qua vào huyền thần cung nội, mà là muốn đi huyền thần ngoài cung cùng siêu cấp gia tộc tử đệ thông đồng thoáng cái, vạn nhất có thể thu được y tam tiểu thư cùng nhã tiểu thư yêu ái, hắn liền có thể lên như diều gặp gió. Chu tùy đích thật là ám ảnh hoàng triều hoàng tử, đáng tiếc là cung nữ sở sinh, địa vị rất thấp, sở dĩ đủ lão mới nói miễn cưỡng xem như hoàng tử, hắn lần này là vụng trộm tới, lại không nghĩ vừa mới đến phi ảnh hải liền trở thành giang giật hồn nô. Huyền thần cung, huyền đế, một đời thiên kiêu A. À. Giang giật nghe xong Chu Hiền hòa đủ lão giảng tố cảm khái một câu sau trầm mặc, Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng không nói một lời, bất qua theo ba người có chút thở hào hển, tỏa sáng hai con người đó có thể thấy được, trong các nàng tâm kỳ thật khuấy động không thôi. Trầm mặc thật lâu, Giang giật đứng dậy thở ra một hơi thật dài, thở dài, làm người làm như huyền đế, xây bất thế chi công nghiệp, ân trạch thương sinh lưu danh sử xanh vạn dân cúng bái mới không uổng công đời này a à. công tử hào hùng nghe được giang giật hào khí như mây lời nói phượng loan đôi mắt sáng lên thanh ngư thì giơ ngón tay cái lên như thế lời nói cũng chỉ có giang giật dám nói a à mà lại hết lần này tới lần khác giang giật nói ra nàng cùng phượng loan không có cảm giác được khó chịu nếu là bình thường người dám như thế cảm khái hai người đã sớm một bàn tay quét tới hắc hắc ta đang khoác lác bước đâu giang giật sờ lên cái mũi có chút lúng túng cười một tiếng, vung tay lên hạ lệnh, đủ lão, khống chế thuyền nhỏ bằng nhanh nhất tốc độ đi phi mã đại lục, lại đi huyền thần cung. Thanh ngư hưng phấn đứng lên, hô to kêu nhỏ lên, công tử, chúng ta đi huyền thần cung đoạt huyền thần đao cùng huyền thần chiến giáp sao. Đông, Giang giật tiện tay cho cái hạt rẻ, trợn trắng mắt nói, đoạt cái đầu của ngươi, chúng ta chúc thực lực ấy đi chịu chết còn tạm được, chúng ta đi tìm người, tìm Phật đế tôn nữ. mươi 581, vượt qua, người đến người nào, lập tức dừng lại nếu không đem coi là xâm lấn phi mã hoàng triều giết chết bất luận tội phi mã đại lục phía đông trong hải vực một đội cưỡi thiên mã lính tuần tra đem một chiếc hoa lệ thuyền nhỏ ngăn lại trời lập tức quân sĩ toàn bộ rút ra binh khí nguyên lực lấp lánh nhìn chằm chằm chỉ cần đối phương có cái hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn tuyệt đối sẽ lập tức công kích thuyền nhỏ trong khoang thuyền đi ra một cái tóc trắng xóa lão giả một mặt ngạo nghễ liếc nhìn lính tuần tra một vòng ánh mắt khóa chặt dẫn đội thống lĩnh chắp tay nói tại hạ ám ảnh hoàng triều long nha tướng quân đủ xanh trên thuyền cưỡi chính là triều ta thập lục hoàng tử lần này phụng chỉ đi sứ phi mã hoàng triều đây là bản tướng quân lệnh bài mời cho cho đi lão tướng quân tiện tay vung ra một khối ám kim sắc lệnh bài thống lĩnh tiếp nhận cẩn thận kiểm tra thực hư về sau tướng lệnh bài mất đi trở về chắp tay nói nguyên lai là tề tướng quân cùng thập lục hoàng tử thất kính toàn quân nghe lệnh cho đi hiu, hiu hiu phía trước vây quanh mấy trăm quân sĩ lập tức khống chế phi mã thối lui đến một bên thuyền nhỏ phá hải mà đi, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Một cái tiểu giáo không hiểu hướng thống lĩnh hỏi, đại nhân, bọn hắn không có quốc thư, vì sao liền tùy ý cho đi. Hừ, thống lĩnh hừ lạnh một tiếng nói, nếu như ta nhớ không lầm, thập lục hoàng tử hẳn là con thứ, mang theo mấy tên thủ hạ tự dám đi huyền đế thần cung tầm bảo hắn sợ là nghĩ bảo vật muốn điên rồi. Hắc hắc, cát đất thành bên kia cường giả tụ tập, này cầu thí hoàng tử muốn chịu chết, chúng ta sao không tác thành cho hắn thế nhưng là dù sao cái này không hợp quy của a à. kia tiểu giáo vẫn là trần chờ nói ngươi biết cái gì thống lĩnh trợn mắt nhìn nói hắn là hoàng tử coi như cưỡng ép tiến vào chúng ta cũng không có cách ngươi không gặp trước mặt các vị thống lĩnh đều không có cản lại nói mấy ngày nay bao nhiêu người cưỡng ép xâm nhập thật muốn cản chúng ta có thể ngăn được a à, cũng thế kia tiểu giáo sờ lên cái mũi mấy ngày nay những cái kia đông hoàng đại lục công tử nhà giàu tiểu thư đều là đánh thẳng một mạch một câu đều không nói, ai dám ngăn cản sợ là chính mình muốn chết. Hừ hừ, tiểu rào ánh mắt nhìn về phía phương hướng Tây Bắc, cười lạnh nói thầm, cái này ngớ ngẩn hoàng tử thật đi tìm chết ha, các đất thành nội đều là hào môn con em, hắn chúc thực lực ấy cùng thân phận nếu là chọc bất kỳ người nào, chết cũng là chết vô ích ha. Nhị công tử, phía trước liền là phi mã đại lục. Bên trong thuyền nhỏ đủ lão cung kính đối giang giật nói ra, chúng ta có thể lên bờ thỉnh cầu phi mã hoàng triều điều lai nghi cầm tiến lên, cũng có thể đơn độc phi hành, còn có thể tiếp tục cưới phi thuyền, mời nhị công tử định đoạt. Giang giật ngồi tại buồng nhỏ trên tàu hơi hít mắt lại dưỡng thần, hắn giả mạo chu tùy biểu đệ, cái này đủ lão ngược lại là một mực nhớ kỹ. Phượng Loan cùng Thanh Ngư vào phòng bên trong nghỉ ngơi, Chu Hiền hòa mặt khác một hộ vệ ngược lại là ngồi, nhưng luôn có loại như ngồi châm đệm cảm giác. Cái này phi thuyền còn có thể bay, Giang giật có chút ngoài ý muốn mở to mắt, hỏi tốc độ như thế nào. Đủ lão rất cung kính trả lời, tốc độ cùng ở trên biển đồng dạng, miễn cưỡng nhưng so sánh kim cương tam trọng võ giả tốc độ. Ừm, Giang giật nghĩ nghĩ cũng liền bình thường trở lại, cái này phi thuyền ở trong biển không sai biệt lắm cũng là phi hành, nhiều khi căn bản không có gần sát nước biển. Hắn cao mày hỏi, chúng ta cứ như vậy từ không trung bay đi cắt đất thành, phi mã Hoàng Triều có thể hay không tìm phiền toái. Phiền phức khẳng định có, đủ lão nghĩ nghĩ nói ra, nếu là bình thường, đoán chừng hội thường xuyên bị tuần tra, nói không chừng còn muốn mạnh mẽ yêu cầu quốc thư, một đường có quân đội giám thị, bất quá huyền thần cung ra cát đất thành bắc, đông hoàng đại lục tới nhiều như vậy công tử nhà giàu tiểu thư, giờ phút này phi mã đại lục một mảnh rối bời, phi mã hoàng triều người khẳng định cũng không dám cản trở đoạn, nếu không chết cũng là chết vô ích. Tốt, Giang giật khoát tay trận lại nói, vậy liền quang minh chính đại bay đi, càng phách lối càng tốt. Đem phi thuyền vòng bảo hộ mở ra, ai dám ngăn trở hết thảy quát lui, cường ngạnh hơn bá đạo một chút. Ừm, đủ lão minh bạch Giang giật ý tứ, Giang giật phải bày ra xe ngựa đi cắt đất thành, cướp đoạt huyền thần cung nội bảo vật. Dạng này phi mã hoàng triều quân đội ngược lại không dám ngăn cản, ai biết bên trong có cái gì đại nhân vật trong khoảng thời gian này đông hoàng đại lục tới nhiều người như vậy, một cái không tốt chọc giận những đại nhân vật này, cần phải máu chảy thành sông. Vù vù, thuyền nhỏ theo trong nước đằng không mà lên, bay lên giữa không trung thuyền nhỏ biến thành phi thuyền, bên ngoài cũng xuất hiện một cái màu xanh đậm vòng bảo hộ, đem phi thuyền bao phủ đi vào, phi thuyền hóa thành một đạo màu lam lưu quang, mang theo một đạo bén nhọn tiếng xé gió hướng phía tây bắc hướng phi đi quả nhiên không ra gian giật ngoài ý liệu cái này phi thuyền thanh thế thật lớn một đường tại phi mã hoàng triều bên trên phi hành đi ngang qua rất nhiều thành trì nhưng là không có người nào dám đến hỏi thăm chớ nói chi là có quân đội đến chặn lại phía dưới trong thành trì quân đội còn mang theo e ngại cùng hâm mộ nhìn xem phi thuyền hiển nhiên nghĩ lầm cái này phi thuyền bên trong ngồi công tử cũng là đông hoàng đại lục siêu cấp gia tộc tử đệ cát đất thành tại phi mã hoàng triều trung bộ giang giật giờ khắc này ở đại lục vùng đông nam khoảng cách cũng là không phải quá xa ngày đêm không ngừng đi đường không có gì bất ngờ xảy ra đoán chừng hơn nửa tháng có thể đuổi tới huyền thần cung mở ra còn một tháng nữa thời gian ngược lại là đầy đủ phi hành một ngày không có bất cứ vấn đề gì về sau giang giật để đủ lão khống chế phi thuyền lại bay cao một chút tục tiến gian phòng bế quan lĩnh hội vu thuật có phượng loan tỏa chấn một khi gặp nguy hiểm cũng sẽ nói cho hắn biết không cần hắn quan tâm Khoan hãy nói, có lẽ là thật quá nhiều công tử nhà giàu hướng cắt đất thành tiến đến, một đường thông suốt. Vượt ngang gần phân nửa phi mã Hoàng Triều, lại không có một đội quân chặn đường. Đương nhiên đủ lão cũng rất thông minh, không dám theo siêu cấp trên tòa thành lớn bay qua, như thế là đối thành nội trí cường giả khiêu khích. Giang giật tiến gian phòng bế quan, một mực không có ra qua, Phượng Loan cùng Thanh Ngư ngược lại là một thân nhẹ nhõm. Hai người không còn là hồn nô, cũng không có thân phận hạn chế, không cần gánh vác áp lực cực lớn cùng trách nhiệm tựa như hai cái gia du sơn ngoạn thủy tiểu cô nương, rất là khoan khoái. Hai người đã quyết định đi theo giang giật 10 năm, cũng đã sớm đem sinh tử không để ý, trong lòng không có việc gì, tự nhiên nhẹ nhõm. Dừng lại, thứ thập bát thiên, khoảng cách cát đất thành chỉ có một ngày khoảng cách, phi thuyền lại bị đại quân đột nhiên chặn lại xuống tới. Cái này đại quân dẫn đội vẫn là một tên kim cương cường giả tối đỉnh, hơn một ngàn phi mã kỵ binh tướng phi thuyền bao bọc vây quanh, tướng quân kia toàn thân bao phủ tại màu xám chiến giáp bên trong, một mặt lạnh lẽo. Tiểu thư, như thế nào cho phải? Giang giật bế quan, đủ lão chỉ có hướng Phượng Loan thỉnh giáo, Phượng Loan con ngươi lạnh lẽo, mở miệng nói, ngươi đi ra ngoài trước thương lượng một phen. Đủ lão quan đóng phi thuyền cấm chế, Phượng Loan cũng thu liếm khí tức, đủ lão bay ra ngoài cùng tướng quân kia thương lượng, nhưng sau một lát lại xám xịt trở về bẩm báo, tiểu thư. Tướng quân kia nói giờ phút này cắt đất thành nội đều là thân phận tôn quý công tử nhà giàu tiểu thư, cắt đất ngoài thành giới nghiêm, nếu là không có quốc thư, hoặc là phi mã hoàng triều giấy thông hành, bất kỳ người nào không được đi vào. Cái này, Phượng Loan sắc mặt trầm xuống, chủ tùy là vụng trộm ra, tự nhiên không có quốc thư, giấy thông hành là cái gì làm sao cầm tê giải không phiền phức vạn nhất chậm trễ 10 ngày nửa tháng. Huyền thần cung đại môn đã sớm đóng lại, kia y tam tiểu thư chỉ sợ cũng sớm tiến vào huyền thần cung A. Có cái gì tốt cân nhắc, đúng lúc này, trong một cái phòng vang lên một đạo quát lạnh âm thanh, cửa phòng mở ra giang giật thân ảnh thoáng hiện, hắn nhanh chân đi ra đến, trầm giọng nói, trực tiếp vượt qua, đủ lão nói cho người tướng quân kia, dám can đảm ngăn trở, tự gánh lấy hậu quả. chương 582, dịch hình đan, ta ra công tử nói, xa thổ thành hắn nhất định phải đi vào, dám can đảm ngăn trở, tự gánh lấy hậu quả. Một đạo già nua mà thanh âm kiên định vang lên, ngay sau đó phi thuyền sáng lên vòng bảo hộ, như kiểu lưới kiếm sắc bén hướng phía trước vào tới. Phía trước có đại quân chặn đường, ít nhất có mấy chục thuất phi mã, giống như phi thuyền không dừng lại, sẽ ẩm vang đụng vào tướng quân phía trước tiểu giáo khẩn trương nôn nóng quát tướng quân kia diện mục cực kỳ âm trầm không để ý tiểu giáo mà là giống giận lập tức dừng lại nếu không coi là công kích triều ta quân đội giết chết bất luận tội tiếng giống to vang vọng khắp nơi chấn động đến rất nhiều quân sĩ màng nghĩ đau nhức nhưng phía trước phi thuyền lại quyết tâm mạnh mẽ đâm tới mà đến căn bản không có dừng lại ý tứ đã như vậy đắc tội toàn quân nghe lệnh công kích tướng quân này trong mắt lãnh quang lấp lánh tại phi thuyền khoảng cách ngàn trượng đương thời làm. Nhưng vào thời khắc này, một cỗ bá đạo vô cùng khí tức theo phi thuyền bên trong chuyển đến, khí tức kia để mọi người công kích toàn bộ ngừng lại, thậm chí liền hô hấp cũng không thể. Thiên quân, tướng quân biến sắc, còn lại quân chủ đầy mắt hoảng sợ, nếu là đối phương khai giết, sợ là hôm nay tất cả mọi người muốn lưu tại cái này, thiên quân cường giả cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Cho thể diện mà không cần, một đạo tiếng hừ lạnh từ nhỏ trong đò truyền đến, tiếp lấy phi thuyền hóa thành lưu quang mạnh mẽ đâm tới mà đến đem mấy chục thất thiên mã sống sờ sờ đụng bay mấy chục tên quân sĩ còn bị đâm đến thổ huyết cuối cùng phi thuyền hóa thành làm ảnh hướng xa thổ thành phương hướng bay đi tướng quân các loại chợt phi thuyền rời đi tên kia tiểu giáo mới mặt mũi tràn đầy tức giận nhích lại gần quát lạnh nói cái này ám ảnh quốc phế vật hoàng tử quá phách lối muốn hay không bẩm báo đại hoàng tử phái người cầm xuống không tùy bọn hắn đi thôi tướng quân ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ ngưng trọng nói ra, lời mới vừa nói hẳn không phải là Chu Tùy, Chu Tùy cũng không có tư cách điều động thiên quân, hẳn là đông hoàng đại lục một vị nào đó đại gia tộc công tử, mượn Chu Tùy danh nghĩa điệu thấp tiến vào xa thổ thành, thật tối bên trong đoạt bảo. Chúng ta khác đừng nhúng vào, chọc giận như vậy đại nhân vật, nói không chừng còn muốn liên lụy đại hoàng tử. Ừm, tiểu giáo trùng điệp gật đầu, ánh mắt về phía tây phía bắc nhìn một cái, cảm khái, cái này công khai lộ diện công tử tiểu thư tựu đã tới hơn 10 vị. Âm thầm còn ẩn tàng bao nhiêu cái này xa thổ thành bên trong khẳng định sẽ phi thường náo nhiệt, đáng tiếc chúng ta liền nhìn một chút tư cách đều không có a. À. Tướng quân mỉm cười, vỗ vỗ cái này trẻ tuổi tiểu giáo bả vai nói, "Tiểu tử, cố gắng tu luyện đi, chúng ta không có tốt ra thế, muốn trở nên nổi bật, dương danh thiên tinh giới, kia chỉ có khổ tu. Làm ngươi thực lực đạt tới nhất định tình trạng, mới có thể đạt được người khác tán thành cùng tôn trọng, nếu không cả một đời chỉ có thể phụ thuộc mặc người thúc đẩy." "Ừm," tiểu giáo kích động nắm chặt nắm đấm nhìn qua tây bắc biên bầu trời, trong đôi mắt đều là lửa nóng. Nhị công tử, phía trước hẳn là xa thổ thành, chúng ta còn như thế bay qua. Một ngày sau, mặt trời chiều ngã về tây thời gian, phi thuyền bay qua một cái cự đại sơn mạch, phía trước xuất hiện một mảnh bình nguyên, bình nguyên cuối cùng lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa cự thành, tề lão lúc này mới hướng giang giật xin chỉ thị. Giảm tốc, hạ xuống, giang giật xuyên thấu qua buồng nhỏ trên tàu cửa sổ cũng nhìn thấy tòa kia cự thành, vội vàng hạ lệnh. Nói đùa, hắn cũng không phải thật hào môn con em, như thế chiêu giao bay qua, khẳng định sẽ cho người đánh chết. Không nói cái gì, Phi Thiên nếu là biết rõ hắn tới, khẳng định cái thứ nhất muốn giết chết hắn. Hắn cũng không phải đi tìm cái chết, cũng không tâm tư vào huyền thần cung nội đoạt bảo vật, chỉ muốn tìm tới y tam tiểu thư, hỏi một chút hi phiêu phiêu sự tình, sở dĩ hết thảy đều hẳn là điệu thấp làm việc. Phi thuyền nhanh chóng hạ xuống, tốc độ cũng chậm xuống tới, giang giật suy nghĩ, đột nhiên cùng Phượng Loan nói ra, nếu không chúng ta chớ đi vào, để chu tùy bọn người đi tìm hiểu một phen nhìn xem y tam tiểu thư lại cái nào sau đó trực tiếp đi bái kiến. Không tốt a à, Phượng Loan lắc đầu nói, kề bên này cường giả nhiều như vậy, chúng ta giống như vụng trộm mạc mạc ẩn đi, ngược lại lại càng dễ bại lộ. Thành nội giờ phút này như long hỗn tạp, chúng ta nếu là có thể thuận lợi vào thành, ta cảm thấy ngược lại an toàn hơn một chút. Cũng thế, Giang giật nghĩ nghĩ là đạo lý này, cái này xa thổ thành phụ cận giới nghiêm, nói không chừng lại có đại quân tuần tra, một cái không tốt sẽ gây nên đại nhân vật chú ý, đến lúc đó không thể trốn đi đâu được. Thế nhưng là cái này vào thành, luôn không khả năng cưỡi phi thuyền đi vào đi hắn cái này tạo hình quá phong cách, nếu là truyền đến phi thiên trong tai thoáng cái liền sẽ bại lộ. Nhị công tử, tề lão đột nhiên lên tiếng, trong tay hắn cổ thần nguyên giới sáng lên, xuất hiện mấy cái hộp ngọc, hắn cung kính dâng lên nói, đây là chúng ta ám ảnh đại lục một loại đặc biệt đan dược, gọi dịch hình đan. Ăn về sau có thể rất nhỏ cải biến tướng mạo, bất quá một viên chỉ có thể duy trì ba ngày mà lại linh hồn khí thức không cải biến được ta nghĩ như không có cường giả chú ý chúng ta nên vấn đề không lớn ừ giang giật cùng phượng loan thanh ngư đôi mắt đều phát sáng lên lại còn có như thế bảo vật thế giới này quả nhiên không thiếu cái lạ a à. ba người liếc nhau giang giật tiếp nhận mấy cái hộp ngọc mở ra một cái phát hiện bên trong có mười mấy mai nho nhỏ đan dược bất quá mùi có chút khó ngửi công tử không có việc gì đan dược này không có độc phượng loan thần thức quét qua truyền âm tới. Giang giật cầm lấy đan dược nuốt vào, không lâu lắm, thân thể của hắn cùng bộ mặt bắt đầu biến hình, thân thể trở nên thấp bé mấy phần, cái mũi cũng biến thành bằng phẳng, nghiêm mặt dài một chút, nhìn hoàn toàn biến thành một người khác. Đồ tốt, Phượng Loan đôi mắt đẹp lần nữa sáng lên, Thanh Ngư thì cao mày biểu lẩm bẩm nói, cái gì phá đan dược a, à? công tử trở nên xấu quá. Hắc hắc, Giang giật đưa tay nhéo nhéo mặt, rất hưng phấn nói ra, số điểm tốt, dạng này không dễ dàng bị chú ý, tốt. Phượng Nhi, hai người các ngươi tiên tiến đế cung bên trong, ta đi theo đám bọn hắn trà trộn vào thành nổi. Phượng Loan cùng Thanh Ngư không có dị nghị, dù sao càng nhiều người mục tiêu càng rõ hiển. Giang giật lấy ra đế cung đem hai người thu vào đi, lúc này mới tiến gian phòng đổi một thân phổ thông chiến giáp, trên đầu cũng mang tới mũ giáp, bên tai vòng tai lấy xuống, một chút nhìn lên cùng tề lão bọn người không có gì khác biệt, tựa như một cái bình thường hộ vệ. Các ngươi nghe, theo bắt đầu, ta chính là theo công tử hộ vệ, tên ta là Thương Lang, có người ngoài lúc ta chính là một tên hộ vệ, hiểu. Giang giật mắt hổ liếc nhìn mọi người, mọi người vội vàng gà con mổ thóc gật đầu, phi thuyền tiếp tục hướng phía trước bay đi, rất nhanh đã tới cửa thành ngoài 10 dặm, một đạo thần thức cũng nhanh chóng quét tới, bất quá quét thoáng cái đã thu đi qua. Giang giật hướng chu tùy nhìn thoáng qua, cái sau vội vàng lồng ngực ưỡn một cái, ngạo nghễ nói ra, thu hồi phi thuyền, đổi phi liễn, vào thành. Ông, mọi người phi thân hạ mặt đất, phi thuyền hóa thành bạch quang bị tề lão thu hồi hắn giới chỉ sáng lên hai chiếc phi liễn ra chu tùy cùng mấy cái thị nữ tiến vào phía sau phi liễn giang giật bọn người lên phía trước phi liễn cũng không cất cánh như xe ngựa chậm rãi hướng phía trước chạy tới cửa thành có hộ vệ nhưng lần này lại không có kiểm tra có lẽ là bởi vì bên ngoài giới nghiêm giang giật bọn người có thể đến cửa thành mọi người cảm thấy không cần thiết kiểm tra mọi người nhẹ nhõm vào thành xa thổ thành là phi mã hoàng triều thập đại cự thành một trong thành nội dị thường phồn hoa bởi vì huyền thần cung ra khỏi thành bắc trăm dặm trong thành này gần nhất càng là vò tới vô số người thành nội phồn hoa trình độ vượt qua phi mã hoàng triều đế đô chu tùy vào thành một đường rất là điệu thấp cũng không dám lại thành nội xa hoa nhất khách sạn tùy ý tìm một hoàn cảnh cũng không tệ lắm khách sạn nhỏ bao xuống một cái tiểu viện mang theo mọi người vào ở xa 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 mọi người vừa mới xuyên qua đại sảnh hướng về sau viện đi đến lúc hành lang bên kia đột nhiên đi ra mấy người mấy người áo bảo lộng lấy khí độ bất phàm giang giật tề lão bọn người tùy ý cảm ứng thoáng cái, sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì trong mấy người này, lại có một tên thiên quân. Chủ nhân cẩn thận, người này ta có tư liệu của hắn, là phi mã hoàng triều đại hoàng tử, phi kỵ công tử. Nhưng lại không biết làm sao ra một cái dạng này trong khách sạn nhỏ. Tề lão lặng yên truyền âm tới, cũng làm cho giang giật nội tâm trầm xuống. Vận khí này làm sao đen đủi như vậy tùy ý ở một cái khách sạn nhỏ đều có thể gặp được phi mã hoàng triều đại hoàng tử, hy vọng đừng ra chuyện gì mới tốt, nếu không hậu quả khó mà lường được a. À. Chương 583, cường giả tụ tập, hành lang không tính quá lớn, bất quá cũng có thể cho năm sáu người song song đi qua, nhưng đối phương mấy người là song song đi, Giang giật bọn người nếu là không muốn đụng vào, chỉ có thể nhượng bộ. Giang giật tự nhiên không dám sinh sự, còn hy vọng đối phương không muốn chú ý bọn hắn đâu, sở dĩ mọi người thành thành thật thật đứng ở một bên. Phía trước nhất người mặc áo mãng bảo đại hoàng tử phi kỵ nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, cũng không hề để ý, mang theo tùy tùng nhanh chân đi qua. Ừ, phi kỵ không có lưu ý mọi người, nhưng bên cạnh một gã hộ vệ đi ngang qua chu tùy lúc quét mắt nhìn hắn một cái, dừng bước, khóe miệng lộ ra trêu tức nụ cười, mở miệng nói, nha, đây không phải chu tùy công tử sao. Phi kỵ bọn người nghe tiếng ngừng lại, hiếu kỳ hướng chu tùy đảo qua, giang giật thân thể siết chặt, lặng yên hướng về sau mặt nhích lại gần, cúi đầu xuống không dám nhìn mấy người. Chu tùy cũng là không phải ngu xuẩn, hướng phi kỵ chắp tay nói, chu tùy, tham kiến đại hoàng tử. Người của chu gia, phi kỵ lông mày nhíu lại, vừa rồi mở miệng hộ vệ điểm một cái, khóe miệng của hắn lúc này mới lộ ra nụ cười nói, người tại chu gia xếp hàng thứ mấy các ngươi tam hoàng tử liền ở tại phi tiên lâu, người làm sao ở nếu không ta gọi người giúp người an bài một chút. Chu tùy vội vàng thụ sủng nhược kinh cười làm lành nói, chu tùy xếp hạng 16, đa tạ đại hoàng tử thịnh tình, tại hạ thích thanh tính, tự không đi tham gia náo nhiệt. Vậy thì tốt, có gì cần đi phủ thành chủ tìm ta là đủ. Cái này đại hoàng tử rõ ràng cũng là tùy ý hàn huyên hai câu, khách khí một tiếng liền muốn rời đi, bất quá đi hai bước đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt ném hướng hậu viện, bàn giao nói, chu tùy A, số ba tiểu viện ở một vị quý khách, là doãn ra tiểu thư, không có việc gì chú ý ta, đắc tội vị tiểu thư này, ta cũng không giữ được ngươi. Doãn ra, chu tùy thân thể chấn động, tề lão hai người biến sắc, ba người giờ khắc này đều hiểu, vì sao cái này đại hoàng tử xảy ra cái này khách sạn nhỏ chu tùy hai tay vái chào nói đa tạ đại hoàng tử đề điểm cảm kích khôn cùng ừm phi kỵ lúc này mới mang người bước nhanh mà rời đi từ đầu đến cuối đều không ai xem giang giật một chút khô giang giật thở ra một hơi thật dài ám đạo đang bay ảnh trong nước đem mấy người kia thu làm hồn nô là thu đúng để chu tùy ở phía trước chịu lấy người bình thường cũng sẽ không chú ý tới hắn một cái nho nhỏ kim cương cảnh hộ vệ Chu Tùy mang theo mọi người tiến vào một cái đơn độc trong tiểu viện, viện tử là số 4 tiểu viện, tiến viện tử Chu Tùy bọn người tự hướng bên trái viện tử thẳng nhìn, một mặt chư ca biểu lộ. Giang giật cũng nhớ tới vừa rồi phi kỵ lời nói, thấp giọng cùng tề lão hỏi, bên kia người ở thân phận rất tôn quý. Tề lão bị giật nảy mình, làm cái hư thanh động tác, truyền âm nói, nhị công tử, đừng nói lung tung, cái này nếu là cho bên kia cường giả nghe được chúng ta đều muốn có đại phiền toái. Bên kia ở hẳn là doãn nhược băng tiểu thư, Doãn gia lão tổ là cửu đế một trong doãn đế, nhà bọn hắn đời thứ ba, chỉ có một cái tiểu thư. Lại là cửu đế gia tộc, Giang giật âm thầm giật mình, đông hoàng cửu đế chỗ gia tộc, đây chính là toàn bộ thiên tinh giới tối cường cửu đại gia tộc, bọn hắn thế mà có thể may mắn cùng doãn gia tiểu thư làm hàng xóm khó trách chu tùy một mặt chư ca cùng nhau. Giang giật tâm tính rất không tệ, cửu đế gia tộc, y gia tiểu thư đã từng đã cứu hắn, hai người còn tại một chiếc thần kỳ thuyền nhỏ bên trong cô nam quả nữ vượt qua thời gian nửa tháng, hắn tại thú nhân đại lục cũng giết thú đế đầu tiên tôn tử trước đó không lâu còn gặp qua các vị hào môn con em nói không chừng tự có cửu đế gia tộc sở dĩ mặc dù bên cạnh trong tiểu viện ở doãn gia tiểu thư hắn cũng không có quá để ý rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới chu tùy tại tề lão nhắc nhở về sau không có như vậy trắng trợn nhưng con mắt vẫn là khống chế không nổi hướng bên kia chơi gái giang giật có chút im lặng cười cười như thế tâm tính khí độ còn mưu toan kết giao cửu đế gia tộc công tử tiểu thư thậm chí cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, muốn cho cửu đế gia tộc tiểu thư coi trọng hắn bản thân cảm giác quá tốt đẹp đi. Vào phòng bên trong, tề lão mở ra trong sân cấm chế, bất quá giang giật vẫn là không dám bại lộ thân phận, vạn nhất bên cạnh trong sân có đại thần thông cường giả, có thể vô thanh vô tức thẩm thấu vòng bảo hộ dò xét đâu. Hắn thành thành thật thật đóng vai thành hộ vệ, tận hết chức vụ, để chu tùy làm một lần đại gia. Các loại chờ dàn xếp lại, giang giật lúc này mới ánh mắt nhìn về phía tề lão, lôi kéo hắn vào phòng, thấp giọng nói ra, lão tề, đi tìm hiểu thoáng cái, tìm kiếm huyền thần cung tình huống, cùng các gia tộc công tử tiểu thư, để cho công tử từng cái bái phòng. Tề lão liên tục gật đầu, thầm khen Giang giật cẩn thận, hắn cùng chu tùy xin lỗi một tiếng, một người đi ra tiểu viện. Giang giật cùng cốc lão thì để tiểu nhị lên một chút rượu ngon thức ăn ngon, mời chu tùy một người ăn một mình, hắn cùng cốc lão ngũ vị thị nữ cùng một chỗ ăn uống thả cửa. Sau một canh giờ, tề lão trở về, cùng chu tùy tùy ý bẩm báo vài câu, lúc này mới đột nhiên truyền âm nói, công tử, tìm hiểu rõ ràng, huyền thần cung ngay tại thành Bắc Trăm dặm một cái trên ngọn núi, có một ít công tử của đại gia tộc tiểu thư ngay tại huyền thần ngoài cung hạ trại, chờ đợi huyền thần cung ba ngày sau mở ra. Đương nhiên, những cái kia danh môn công tử đều ở tại thành nội xa hoa nhất phi tiên lâu bên trong, ta tham dò được phi tiên lâu bên trong, có đổ ra đại công tử Đồ Long, vũ gia thất công tử Vũ Nghịch, tà đế tôn tử tà phi còn có lăng vũ hiên hiên đế tôn tử lăng thất kiếm tôn nữ lăng thi nhã, kiếm đế tôn tử. Tề lão nói một đại thông, nghe được giang giật đầu đều choáng hắn mịt mờ hỏi vài câu, tề lão giải thích cho hắn một lần, mới đại khái tìm hiểu được. Cửu đế theo thứ tự là bắc đế, kiếm đế, hiên đế, tà đế, phật đế, thú đế, doãn đế, chiến đế, dạ đế. Đây là cửu đại gia tộc thế hệ này đại biểu, cũng là thiên tinh giới tồn tại mạnh mẽ nhất. Trừ cái đó ra, Đông Hoàng Đại Lục còn có rất nhiều kéo dài mấy chục vạn năm siêu cấp gia tộc, tỷ như Phi Gia, tự tồn tại 30 vạn năm, gia tộc bọn họ không chỉ có chiếm đoạt phi mã đại lục, vẫn là kiếm đế thủ hạ đệ nhất đại thế lực. Tỷ như ám ảnh đại lục chúa tể Chu gia, nhưng thật ra là chiến đế thủ hạ một cái siêu cấp gia tộc, Chu gia tại Đông Hoàng đại lục thế lực cũng phi thường khổng lồ. Đông Hoàng trong đại lục còn có rất nhiều tông phái, rất nhiều kỳ dị chủng tộc, các đại thế lực rắc rối khó gỡ, đừng nói làm rõ, Giang giật nghe được cũng nhức đầu. Lần này bên ngoài, cửu đế gia tộc tới 6 nhà con em, còn như cái khác ba nhà con em tới không, ai cũng không biết, coi như tới cũng có thể là giấu ở nơi nào đó, chờ huyền thần cung mở ra mới có thể xuất hiện. Giang giật ngược lại là tìm hiểu được mấy người thân phận, tỉ như cái kia ngồi kim xí đại bằng điều hài đồng, liền là kiếm đế tôn tử. Sau đó cưới độc giác thú chiến xa, mang theo bốn tên thiên quân thị nữ chính là hắn tử địch, bác đế võ thương tôn tử vũ nghịch. Lại phía sau dẫm lên hồ lô, ngự kiếm phi hành thì là hiên đế tôn tử tôn nữ, lăng thất kiếm cùng lăng thi nhã, cuối cùng dẫm lên to lớn đầu lâu không cần phải nói là tà đế tôn tử tà phi. Thoáng cái nhìn qua nhiều như vậy danh môn công tử tiểu thư, giang giật không có nửa điểm mừng thầm, nội tâm của hắn ngược lại rất là càng phát ra nặng nề. Bởi vì, tề lão dò thăm y tam tiểu thư mặc dù tới, nhưng căn bản không có ở phi tiên lâu vào ở. Hắn hao tốn rất nhiều từ kim nghe ngóng, cũng không có một tia tin tức của nàng, nàng không có trong thành hiện thân qua, hoặc là người bình thường căn bản không có tư cách thăm dò được nàng chỗ ở địa phương giang giật bốc lên tùy thời bị người đuổi giết, chết ở đây nguy hiểm, vạn lý xa xôi đi vào xa thổ thành, lại đạt được một cái tin tức như vậy, cái này khiến hắn có chút thất lạc. Hắn phi thường tinh tường, tại cái này ở lâu một hồi, chết đi nguy hiểm sẽ lớn hơn mấy phần. Đồ duệ thời điểm chết, thế nhưng là vận dụng bí thuật đem hắn linh hồn khí thức truyền về đồ gia, mà giờ khác này thành nội vừa vặn có một vị đồ gia đại công tử đồ long. chương 584, Doãn Nhược Băng, tiếp tục tìm hiểu, càng nhanh càng tốt, chỉ cần có thể đạt được tin tức của nàng, tốn hao bất kỳ giá nào đều đáng giá. Giang giật thấp giọng nói một câu, tề lão cũng biết nơi đây chính là không phải là chi địa, dừng lại càng lâu càng nguy hiểm, lập tức cơm cũng không kịp ăn, lại vội vàng ra ngoài. Tề lão sau khi đi, Giang giật trở về phòng, một người rơi vào trầm tư, hắn chỉ có hy vọng xa vời đồ long không có thu được đồ duệ chết đi tin tức, không có đạt được khí tức linh hồn của hắn. Đương nhiên coi như đồ long đạt được hắn linh hồn khí tức, thần thức không dò xét hắn, cũng không có khả năng phát hiện. Một khi đồ long biết rõ hắn giết đồ duệ, thần thức lại trùng hợp ở trên người hắn đảo qua, hắn đem lập tức bại lộ, hắn cùng phượng loan các loại chờ tất cả mọi người nhất định phải chết. Còn có phi thiên công tử, mặc dù tề lão cũng không có dò xét đến phi thiên trong thành, nhưng phi ra như thế cường đại, lần trước hắn cùng phượng loan hạ lòng đất vạn trượng đều bị chặn đường, vạn nhất bọn hắn có đặc biệt bí thuật, biết rõ hắn ở đây, hắn cũng tai kiếp khó thoát mặt khác vũ gia cũng tới một vị vũ nghịch công tử giang giật trong phòng ngồi lại cảm giác như ngồi châm đệm có loại một ngày bằng một năm cảm giác hắn tự diễu nở nụ cười hắn một cái nho nhỏ thiên tinh đại lục tiểu nhân vật mới ra ngoài không bao lâu lại bị hai đại trí tôn gia tộc cùng một cái siêu cấp gia tộc truy sát hắn nên cảm thấy vinh hạnh vẫn là bi ai nơi này không thể ngốc đến mau rời khỏi giang giật trong lòng yên lặng nhắc tới hắn một người ngồi trong phòng đợi trọn vẹn hai canh giờ tại lúc rạng sáng tề lão rốt cục trở về nhưng hắn xem xét tề lão sắc mặt tâm tựu trầm xuống công tử không có tin tức ta mua được phi tiên lâu hỏa kế xác định tam tiểu thư không có vào ở còn lại khách sạn cũng không có tin tức của nàng tam tiểu thư hoặc là ẩn thân trong thành hoặc là ở bên ngoài một mình hạ trại tề lão truyền âm để giang giật tâm ngưng trọng hơn mấy phần chẳng lẽ lại đợi đến ba ngày sau đó huyền thần cung mở ra thời điểm lại đi huyền thần ngoài cung mặt ôm cây đợi thỏ nhưng này dạng tính nguy hiểm hội lớn hơn cứ thế mà đi giang giật lại rất không cam tâm hắn đã theo tề lão kia được biết y ra chỗ thành chỉ phật đế thành tại đông hoàng đại lục đông bắc bên cạnh hắn coi như đến đông hoàng đại lục cũng là theo biên giới tây nam tiến vào bằng vào thực lực của bọn hắn muốn vượt ngang hơn phân nửa đông hoàng đại lục đi đến phật đế thành kia là người xin nói mộng bỏ qua cơ hội lần này hắn rất có thể đời này cũng không gặp được vị kia y tam tiểu thư đúng rồi giang giật đột nhiên nhớ tới một sự kiện đè thấp âm thanh nói ra tề lão ta nghe nói qua có một vị trí cường giả gọi dư ôn, người cũng đã biết. Y phiêu phiêu nói qua, để hắn đi tìm dư ôn, giống như có thể tìm tới người này lời nói, hắn không đi gặp cái này y tam tiểu thư cũng được. Hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, thực lực tổng hợp cũng đã tới kim cương đỉnh phong, giống như có thể tìm tới dư ôn, cũng có thể biết rõ y phiêu phiêu tin tức. Dư ôn, tề lão mơ hồ nháy nháy mắt, rất khẳng định truyền âm nói, chưa từng nghe thấy. Phiền toái, giang giật đau cả đầu, vội vàng để hắn đi hướng Chu Tùy cùng cốc lão hỏi thăm kết quả Tề lão truyền âm hỏi thăm về sau mơ hồ lắc đầu truyền âm nói công tử bọn hắn cũng không biết danh tự này chúng ta còn là lần đầu tiên nghe nói Hoàng thất chúng ta có các đại cường giả tư liệu nhưng cái này Dư ôn danh tự thật đúng là chưa nghe nói qua bị hồ a à, mẫu thân người đang đùa ta sao Giang giật vuốt vuốt mặt rất là bó tay rồi Chu gia là chiến đế thủ hạ một cái thế lực lớn Chu gia đối với Đông Hoàng Đại Lục khẳng định hiểu rất rõ tề lão thuộc như lòng bàn tay báo ra những cái kia danh môn công tử tiểu thư danh tự, có thể thấy được lốm đốm. Bọn hắn lại đối dư ôn cái tên này chưa từng nghe thấy vậy hắn coi như đi đông hoàng đại lục, lại đi cái nào tìm dư ôn. Tỉnh táo, tỉnh táo, Giang giật ép buộc chính mình chấn định lại, theo y phiêu phiêu trên tư liệu đến xem, nàng xuất thân khẳng định bất phàm, như vậy dư ôn người này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, tề lão không biết, nhất định sẽ có người biết, cửu đế gia tộc người rất có thể biết rõ xem ra nhất định muốn nghĩ biện pháp nhìn một chút y tam tiểu thư. Giang giật quyết định, vô luận như thế nào muốn gặp y tam tiểu thư một mặt, bằng không hắn căn bản không cần đi đông hoàng đại lục. Tề lão, cho ta hộ pháp, sừng sốt một lát, giang giật quyết định binh đi hiểm chiêu, tiến vào loại kia kỳ dị thiên nhân hợp nhất trạng thái. Một khi tiến vào loại kia trạng thái, hắn sẽ cùng thiên địa hợp làm một thể cũng có thể mượn nhờ thiên địa cảm ứng tình huống chung quanh, dò xét hắn cần có tin tức. Loại trạng thái này rất thần kỳ, hắn căn bản không có phóng thích thần thức, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, sở dĩ ngoại nhân hoàn toàn không biết hắn đang dò xét. Mấy tháng trước hắn đi dò xét cái kia người lùn trinh sát, tự liền Phượng Loan đều không có cảm ứng được, chắc hẳn cái này trạng thái phía dưới, tuyệt đối không ai có thể phát hiện mánh khóe. Hắn sở dĩ chuẩn bị mạo hiểm, một là muốn tìm tìm y tam tiểu thư, hai là nghĩ điều tra thoáng cái đổ long vũ nghịch cùng phi thiên, xác định tự thân an toàn. Chớ để cho người mưu hại cũng không biết, giờ phút này là nửa đêm, nghĩ nhưng cũng hội an toàn hơn một chút. Tề lão không biết Giang Giật muốn làm gì, bất quá gặp hắn ngồi xếp bằng nhập định, cũng không dám chủ quan, thần thức tản ra tại trong tiểu viện bốn phía dò xét cảnh giới. Giang Giật lần này vận khí thật không tốt, chọn vẹn nhập định ba canh giờ, hắn thế mà còn không có tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thẳng đến trời tờ mở sáng lúc, hắn mới thành công tiến vào loại trạng thái này bên trong. Hắn cảm giác chính mình hóa thành một tia thần phong, bay ra khỏi bên ngoài sân nhỏ trong đầu cũng tự động hiển hiện phía ngoài hình tượng. Trong lòng của hắn khẽ động, kia tia thanh phong hướng bên cạnh số 3 trên khu nhà nhỏ uổng phí lướt tới, coi thường trong tiểu viện mở ra vòng bảo hộ, nhẹ nhóm tiến vào trong tiểu viện, giờ khác này hắn dung hợp tiến vào trong trời đất, những cấm chế này tự nhiên đối với hắn không dùng. Phía đông bầu trời vừa mới lộ ra một tia ngân bạch sắc, sắc trời còn có chút lờ mờ, nhưng giang giật trong đầu hiển hiện một màn lại là cực kỳ rõ ràng mà nhìn thấy số 3 trong tiểu viện tràng cảnh về sau, hắn toàn bộ thân thể cũng hơi chấn động. Hắn thấy được một màn cực kỳ chấn động lòng người hình tượng, trong tiểu viện một cái váy trắng thiếu nữ ngay tại trong tiểu viện nhẹ nhàng nhảy múa, thiếu nữ để chân trần, một đôi ba tắc kim liên như là bạch ngọc óng ánh sáng long lanh, thiếu nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, tư thái cực đẹp, ngũ quan mặc dù không có lăng thi nhã cho người ta kinh diễm cảm giác, lại làm cho người cảnh đẹp ý vui, nhìn cực kỳ dễ chịu. Thiếu nữ làm cho người ta chú ý nhất liền là rõ ràng, làn da tuyết trắng không giống bệnh trạng cái chủng loại kia yếu ớt ngược lại có loại quang mang nhàn nhạt, nhạt rất là mê người thiếu nữ năm phương đôi tám cùng lăng thi nhã không sai biệt lắm chính là nụ hoa muốn phóng mỹ hảo mùa màng đương nhiên những này đều không phải là trọng điểm đỉnh cấp mỹ nữ giang giật cũng gặp nhiều hoàn toàn không đủ để để hắn chấn động sở dĩ làm hắn tâm linh rung động chính là thiếu nữ vũ đạo giang giật không hiểu âm luật cùng dáng múa nhưng hắn cảm giác tiên nữ khiêu vũ cũng bất quá như thế bởi vì theo thiếu nữ này nhẹ nhàng nhảy múa, cả viện đủ loại đóa hoa lại chậm rãi nở rộ. Mọi người đều biết, khác biệt đóa hoa nở phóng thời gian là khác biệt, giang giật bên kia viện tử cũng có hoa đóa, rất nhiều cũng không có nở rộ, nhưng số ba tiểu viện đóa hoa giờ phút này. Đồng thời tại nở rộ, thiếu nữ nhảy múa, trăm hoa đua nở, loại kia hình tượng lệnh làm giang giật cả đời khó quên. Không thể coi lại, cái này doãn nhược băng tiểu thư như thế thần kỹ, mặc dù ta cái này thiên nhân hợp nhất trạng thái cực kỳ huyền diệu, nhưng nếu là nàng có kỳ lạ thần thông phát giác được ta, sẽ có đại phiền toái. Thiếu nữ rất đẹp, vũ đạo cũng đẹp, cái này trăm hoa đua nở hình tượng càng là chấn động lòng người, giang giật nhưng biết rõ không thể tiếp tục xem tiếp, vạn nhất xuất hiện vấn đề, hắn đem vạn kiếp bất phục. Hắn ép buộc kia tia thanh phong hướng nơi xa lướt tới, trong đầu hình tượng cũng bắt đầu chuyển biến, tiếp tục dò xét xa thổ thành địa phương còn lại tình huống. Ngay tại giang giật trong đầu hình tượng chuyển biến thời điểm, số 3 trong tiểu viện doãn nhược băng tiểu thư, lại đột nhiên ngừng lại, vô cùng quỷ dị chính là, nàng vừa không động, những cái kia đóa hoa toàn bộ nhanh chóng tàn lụi. Tiểu thư thế nào, viện tử trong đại sảnh, đi ra một vị trung niên mỹ phụ, hơi kinh ngạc mà hỏi. Doãn tiểu thư ánh mắt nhìn về phía số 4 viện tử, khẽ hé môi son, nhàn nhạt, nhạt nói ra, vừa rồi bên cạnh viện tử có một người đang dình coi ta luyện công. Ừ, mỹ phụ nhân trong mắt hàn quang lóe lên. Trên mặt lập tức đằng đằng sát khí nói ra, dám nhìn trộm tiểu thư mấy người kia hẳn là đều chán sống phải không? chương 585, Lăng Thi Nhã, nói, Mỹ phụ nhân trong tay sáng lên một đạo bạch quang, liền muốn giải trừ trong tiểu viện cấm chế, chuẩn bị đi số 4 trong tiểu viện giết người, doãn tiểu thư lại lắc đầu nói, huyên di, được rồi, hắn không có ác ý. Mỹ phụ nhân ngừng tay bên trên cử động, nhưng vẫn như cũ đằng đằng sát khí nói ra, tiểu thư, mà kệ có hay không ác ý, dám nhìn trộm ngài nhất định phải chết, tiểu thư ngàn cân thân thể, há lại cho tiểu nhân khinh nhờn mọi chuyện nhường nhịn, sẽ cho người coi thường chúng ta doãn ra. Huyên Di, không phải như vậy. Doãn tiểu thư nhẹ nhàng lắc đầu nói, hắn hẳn là vô tình, mà lại hắn cũng không phải thần thức dò xét, mà là tiến vào một trạng thái đặc biệt, hẳn là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất trạng thái. Bất quá giống như mới sơ khuy môn kính đệ nhất trọng còn không có tiến vào, ta nếu không phải đặc thù linh thể cùng thiên địa đặc biệt thân cận, vừa rồi ta cũng không thể phát hiện hắn đang nhìn coi thiên nhân hợp nhất. Huyên Di biến sắc, đôi mắt đẹp lấp lóe kinh nghi nói ra, chu gia còn có bực này thiên tài tiểu thư, muốn hay không đi mời chào thoáng cái nếu là bồi dưỡng một phen, nói không chừng có thể đúc thành một cái không tệ cường giả. Được rồi, doãn tiểu thư đi chân trần bước nhẹ đi vào gian phòng bên trong, tại cửa ra vào mới quay đầu lại nói, chu gia là chiến đế ra người, nếu chúng ta đi mời chào, sẽ ảnh hưởng hai nhà quan hệ. Ừm, cũng thế, huyên di khẽ thở dài một cái, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh số bốn tiểu viện, ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận. Kề bên này khách sạn còn ở rất nhiều đại gia tộc công tử A, thiên quân lại có 5 cái, thế giới này cường giả quả nhiên rất rất nhiều. Giang giật dựa vào thiên nhân hợp nhất dò xét khách sạn tình huống, cũng không có quá lớn phát hiện, hắn khống chế kia tia thanh phong hướng ra phía ngoài tìm kiếm, cảm ứng bốn phương tám hướng tình huống. Đáng tiếc cái này thành trì quá lớn, hắn chỉ có thể cảm ứng phương viên khoảng 10 dặm tình huống, lại xa tựu không cảm ứng được, ngoại trừ dò xét đến phụ cận có một ít con em đại gia tộc cùng các vị thiên quân bên ngoài, không còn thu hoạch rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể rời khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái hắn mở to mắt trầm ngâm nửa ngày cuối cùng hạ lệnh tề lão chế chút người đi tìm hiểu thoáng cái tam tiểu thư cùng ai giao hảo tiếp tục tìm hiểu thoáng cái tam tiểu thư chỗ ẩn thân thuận tiện tìm hiểu thoáng cái đổ long vũ nghịch cùng phi thiên tin tức tề lão một đêm không ngủ đồng dạng tinh thần sung mãn mặc dù không hiểu giang giật vừa rồi tại làm gì hắn cũng không hỏi nhiều đứng dậy đi ra phía ngoài giang giật thì tiếp tục buồn bực trong phòng thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tề lão lần này ra ngoài nửa ngày còn chưa có trở lại, giang giật một người tại gian phòng khô tọa, nội tâm lo lắng bất an, thỉnh thoảng phóng thích thần niệm tại trong khách sạn nhỏ đảo qua. Đương nhiên hắn không dám đi dò xét cái kia doãn tiểu thư tiểu viện, thần niệm cũng không so thiên nhân hợp nhất, đây chỉ là thần thức tăng cường bản mà thôi, rất dễ dàng bị cường giả cảm ứng. Tề lão chuyến đi này, lại đi dòng dã một ngày, tại mặt trời lặn thời gian mới trở lại đước, giang giật nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, vội vàng đem hắn kéo vào gian phòng bên trong hỏi thăm về đến lão tề làm sao đi lâu như vậy tề lão cười khổ một tiếng truyền âm nói công tử ta đi ngoài thành huyền thần cung bên ngoài dò xét một phen coi như có chút thu hoạch giang giật đôi mắt sáng lên trầm giọng nói nói tề lão truyền âm nói đầu tiên y tam tiểu thư hẳn là ở ngoài thành có người tại huyền thần cung bên ngoài gặp qua nàng một lần nàng mang theo mặt nạ nhưng này đầu tóc tím nàng trói mắt mà lại cũng có con em đại gia tộc cho nàng hành lễ, xác nhận thân phận của nàng. Đáng tiếc nàng nhìn thoáng qua huyền thần cung tự biến mất, cụ thể ẩn thân ở đâu, sợ là chỉ có những cái kia hào môn gia tộc tử đệ biết rõ. Thứ hai, ta nghe nghe đồn nói, y tam tiểu thư cùng hiên đế tôn nữ lăng thi nhã tiểu thư quan hệ rất tốt, giống như nàng ẩn thân trong thành, vậy khẳng định cùng nhã tiểu thư ở chung. Thứ ba, đồ long cùng vũ nghịch tà phi lăng thất kiếm bọn người, sáng sớm toàn bộ đi huyền thần cung bên ngoài, còn đem huyền thần cung phụ cận 10 dặm thanh tràng, hiển nhiên chuẩn bị trước tiên tiến vào. Đệ tứ, phi thiên không tại xa thổ thành bên trong, nơi này phi ra con em chỉ có phi kỳ, phi thiên tựa như là trở về hoàng thành. Ừm, nghe xong tề lão tin tức, giang giật lo lắng thoáng cái buông ra hơn phân nửa, phi thiên không tại phụ cận, đồ long vỗ nghịch một lòng đoạt bảo, bọn hắn bại lộ bị giết tính nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Bất quá cái này y tam tiểu thư thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lại là để giang giật nhức cả trứng, Tổng Không Thành đi đi Huyền Thần Cung bên ngoài Đại Hống Đại Khiếu, Y Tam tiểu thư ra gặp một lần a. À. Phải nghĩ biện pháp tìm tới nàng, trời sáng Huyền Thần Cung liền muốn mở ra, vạn nhất cái này Y Tam tiểu thư tại Huyền Thần Cung mở ra lúc mới xuất hiện, vọt thẳng vào Huyền Thần Cung bên trong, chẳng lẽ lại hắn cũng đi theo vào không nói nhiều như vậy cường giả tiến vào, coi như Đồ Long cùng Vũ Nghịch hai người cũng đủ hắn quát một bình. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Tề lão vừa rồi ngươi nói lăng thất kiếm đi thành bắc vị kia lăng thi nhã tiểu thư đâu còn tại phi tiên lâu. Tại, tề lão rất khẳng định trả lời. Tốt, Giang giật quyết định mạo hiểm thử một lần, hắn bàn giao, chế chút, người ta cùng theo hoàng tử cùng đi phi tiên lâu, người mang theo bái thiếp đi cầu kiến lăng thi nhã tiểu thư. Lăng thi nhã cùng y tam tiểu thư giao hảo, vị tiểu thư này cũng là cửu đế một trong hiên đế tôn nữ, nếu là nàng không biết y tam tiểu thư ở nơi nào, hắn cũng không cách nào. Cái này, tề lão nháy nháy mắt, Trần chờ nói ra, nhã tiểu thư sợ là không hội kiến chúng ta. Giang giật khoát tay áo, nói, người đừng quản nhiều như vậy, có gặp hay không đợi đến thời điểm liền biết. Chờ đêm màn giáng lâm, Giang giật cùng chu tùy tề lão ra ngoài, ba người đi ra khách sạn nhỏ lấy ra một cỗ phi liễn, điệu thấp hướng phi tiên lâu chạy tới, phi tiên lâu ở trong thành, khoảng cách đây cũng không tính quá xa. Sau gần nửa canh giờ, ba người đến phi tiên lâu bên ngoài, chu tùy cùng Giang giật không có xuống xe, Tề lão mang theo chu tùy danh thiếp cùng giang giật mật ngữ đi cầu kiến lăng thi nhã tiểu thư. Phi tiên lâu rất lớn, hậu viện chiếm cứ phi tiên lâu 2 phần 3 địa vực, bên trong bị chia làm từng cái đơn độc lịch sự tao nhã tiểu viện, cung cấp các công tử tiểu thư ở lại. Tề lão làm người của chu gia, cũng coi như có một ít thân phận, sở dĩ rất nhẹ nhàng tiến vào phi tiên lâu, tìm được lăng tiểu thư viện tử. Bất quá tại bên ngoài sân nhỏ, hắn bị phi kỵ công tử lưu lại hai tên hộ vệ cản lại, Mặc dù cái này hai tên hộ vệ là phi mã hoàng triều, nhưng tề lão không dám lãnh đạm, chắp tay nói, tại hạ tề thanh, thay ta ra chu tùy công tử đưa lên bái thiếp, cầu kiến lăng tiểu thư, mời hai vị thông bẩm một tiếng. Chờ lấy đi, tề lão là kim cương đỉnh phong, hai tên hộ vệ chỉ có thần du cảnh, nhưng hai người căn bản không thèm để ý, bởi vì mấy ngày nay đi cầu gặp lăng tiểu thư quá nhiều người. Một gã hộ vệ mang theo bái thiếp tiến vào trong sân, rất mau ra tới, hờ hững nói ra, lăng tiểu thư nói, không thấy. Tề lão khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, kết quả này tại hắn dự liệu bên trong, đừng nói chu tùy, coi như chu gia nóng nhất tam hoàng tử tới, cái này lăng tiểu thư cũng không nhất định gặp, thân phận địa vị tại kia bầy biện đâu. Tề lão lần nữa chắp tay nói, thỉnh cầu lại thông báo một chút lăng tiểu thư, ta ra công tử cùng y tam tiểu thư có chút giao tình, lần này tới bái kiến, cũng là cùng y tam tiểu thư có quan hệ. Ừ, hộ vệ lông mày nhíu lại, có chút hoài nghi quét tề lão một chút, gặp hắn không có nói đùa, dừng một chút lần nữa đi vào thông báo. Sau một lát, hộ vệ ra ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh nói, lăng tiểu thư nói, để ngươi ra công tử đi vào, nhưng nếu là dám mượn y tiểu thư tên tuổi làm việc, tự gánh lấy hậu quả. chương 586, y thiền, dừng lại, phi tiên lâu số 6 tiểu viện, giang giật ba người đi tới, chu tùy vừa định mang theo hai người đi vào, kia hai tên hộ vệ lại đưa tay cản lại giang giật cùng tề lão. Âm thanh lạnh lùng nói, Chu tùy công tử có thể đi vào, hai người các ngươi chờ ở bên ngoài với. Cái này, tề lão biến sắc, giang giật không thể đi vào, chuyến này tiểu đi không, mà lại chu tùy cũng không biết y tam tiểu thư, không chừng bị lăng tiểu thư một đao chém. Hai vị, giang giật không chút hoang mang vừa chắp tay, tới gần thấp giọng nói, không dối gạt hai vị, tại hạ cũng cùng y tam tiểu thư có một ít giao tình, tề lão không cần tiến vào, ta cùng công tử đi vào đi. Chúng ta nếu là có nói ngoa, lăng tiểu thư cũng sẽ không bỏ qua chúng ta không phải. Ây, Hai vị hộ vệ mặc dù có chút hoài nghi, nhưng nghĩ tới lăng tiểu thư ám vệ thực lực, nhìn nhìn lại giang giật thực lực của hai người, hai người cũng yên lòng. Chu tùy nếu là dám làm loạn, khẳng định chết không có chỗ chôn chu gia cũng sẽ hồi phi yên diệt. Chu tùy mang theo giang giật nghênh ngang đi vào, đi vào sau lại điệu thấp, mặt mũi tràn đầy cung kính, đi tới cửa, rõ ràng rõ ràng hầu tiếng nói, chắp tay nói, ám ảnh hoàng triều thập lục hoàng tử, chu tùy cầu kiến lăng tiểu thư. Vào đi, trong lầu các vang lên một đạo có chút thanh âm lạnh lùng, chính là ngày đó dẫm lên tử hồ lô thiếu nữ xinh đẹp, bất quá hôm đó cái này lăng tiểu thư tiếng cười rất là dễ nghe êm tai, giờ phút này thanh âm có chút cao lãnh. Bất quá giang giật ngấm lại cũng liền bình thường trở lại, đại gia tộc tiểu thư lúc khi tối hậu trọng yếu nhất định phải điểm cuối kiêu ngạo, nếu không sẽ cho người ta xem nhẹ. Chu tùy sửa sang lại y phục, lúc này mới cất bước đi vào, từ nhỏ tại hoàng thất lớn lên, vẫn có một ít khí độ, thần sắc nhìn rất là thong dong tăng thêm tướng mạo khôi ngô, rất có một phen chắc tuyệt phong thái. Đương nhiên, hắn đây là miệng cọp gan thỏ, Giang giật rõ ràng thấy được hắn giấu ở tay áo tay, tại run nhẹ nhẹ. Trong đại sảnh điểm rất nhiều ánh nến, đem bên trong chiếu dọi đến một mảnh sáng ngời, một người mặc phấn hồng váy dài thiếu nữ chính thản nhiên nghiêng người ngồi, nhàn nhạt thưởng thức trà, hai người vào đây cũng không thấy một chút. Loại kia khí độ xa so với chu tùy cái này dáng chống đỡ ra cao mấy cấp bậc, coi như giang giật tâm tính cường đại, cũng không nhịn được âm thầm tin phục. Lăng tiểu thư tốt, chu tùy sau khi đi vào lần nữa hành lễ, kia lăng tiểu thư vẫn là không có quay tới đầu đến, tựa như không nghe thấy, không thấy được, miệng nhỏ nhấp một miếng trà, lúc này mới quay tới nhìn xem hai người, vung tay lên nói, ngồi đi. Mặc dù trước kia gặp qua cái này lăng tiểu thư một mặt, nhưng giờ phút này giang giật vẫn như cũ có một loại cảm giác kinh diễm. Nàng là loại kia điển hình mặt trái xoan, mày liễu, cái mũi tương đối cao rất, miệng nhỏ kiều diễm ướt át, trong đôi mắt đều là lạnh lùng, lại càng lộ vẻ lãnh diễm, tại ánh nến chiếu rọi, đẹp đến mức không gì sánh được. Giang giật trong mắt mê say lóe lên một cái rồi biến mất, Chu Tùy thì hoàn toàn xem ngây dại, đôi mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lăng Thi Nhã, còn kém không có chảy nước miếng, Giang giật thầm than một tiếng, nhẹ nhàng tăng hắng một cái, mở miệng nói: "Công tử, Lăng tiểu thư mời ngươi ngồi đâu?" "A đa tạ tiểu thư." Chu Tùy tỉnh ngộ lại, xấu hổ cười chắp tay, ở bên trái một tấm phủ lên áo lông trồn trên ghế dựa lớn ngồi xuống, Giang giật thân phận là hạ nhân, không dám ngồi xuống, đứng tại Chu Tùy sau lưng, đứng xuôi tay thi nhã thích thanh tính sở dĩ lần này ra không mang hạ nhân chu công tử tựu không cho ngươi dâng trà lăng thi nhã đối với chu tùy thất lễ không có nửa điểm để ý hoặc là nói cũng đã quen nàng nhàn nhạt, nhạt nói ra không biết công tử tìm thi nhã có chuyện gì quan trọng nghe nói người cùng thiền tỷ tỷ có giao tình thiền tỷ tỷ chu tùy chấn động rất nhanh kịp phản ứng y tam tiểu thư tên một chữ một cái thiền chữ cái này lăng tiểu thư gọi y tam tiểu thư gọi thiền tỷ tỷ xem ra giao tình không ít a à. hắn theo giang giật bàn giao nghiêm mặt nói, mấy tháng trước, tại hạ đã từng đi hoang vu đông hải lịch luyện, bị một vị yêu đế truy sát, may mắn y tiểu thư cứu giúp. Lần trước y tiểu thư đi được vội vàng, tại hạ không kịp nói lời cảm tạ, lần này tới xa thổ thành cũng đặc biệt vì y tiểu thư mà đến, muốn làm mặt biểu đạt một chút lòng biết ơn, thuận tiện nói cho nàng một cái bí mật, đáng tiếc tại hạ tìm hiểu thật lâu, cũng không gặp y tiểu thư phương ảnh. Nghe nói lăng tiểu thư cùng y tiểu thư giao hảo, sở dĩ mạo muội đến đây muốn hỏi một chút lăng tiểu thư, có biết y tiểu thư người ở phương nào nếu có thể bẩm báo, cảm kích khôn cùng. Nha, lăng tiểu thư nhàn nhạt gật đầu, nói thiền tỷ tỷ mấy tháng trước hoàn toàn chính xác mới từ Đông Hải tu luyện trở về, bất quá giờ phút này nàng phải trăng tại xa thổ thành, ta cũng không biết. Chu công tử nếu là không có chuyện khác, thì nhã muốn đi ngủ. Giang giật thất vọng thở dài, cái này lăng tiểu thư lại không biết y tiểu thư ở phương nào hay là không muốn nói cho. Nói không nói hai câu, nàng liền xuống lệnh đuổi khách, giang giật cùng chu tùy cũng không dám hỏi nhiều nữa chọc giận vị này hào môn tiểu thư hai người chết như thế nào cũng không biết chu tùy rất hiểu chuyện đứng dậy chắp tay nói vậy liền không quấy dày lăng tiểu thư nghỉ ngơi có thể nhận biết tiểu thư chu tùy rất cảm thấy vinh hạnh cáo từ giang giật cũng vừa chắp tay ngẩng đầu hướng lăng tiểu thư nhìn thoáng qua đã thấy nàng mắt quang chính thẳng tắp nhìn mình chằm chằm cặp kia trắng đen rõ ràng đôi mắt tựa hồ có thể xem thấu hết thảy Giang giật vội vàng áy náy hạ thấp người, không dám nhìn nhiều đi theo chu tùy đi ra phía ngoài. Ai, đi ra lầu các bên ngoài, Giang giật nhìn qua xa xa tinh không lần nữa thở dài, có chút mê mang. Tìm không thấy y tiểu thư, lại không biết dự ôn là ai, hắn nên đi nơi nào. Thiền tỷ tỷ ở đâu, ta đích xác không biết, bất quá trời sáng huyền thần cung mở ra, tỷ tỷ nhất định sẽ xuất hiện, người nếu là thật sự muốn tìm nàng, có thể đi huyền thần cung bên ngoài chờ. Đột nhiên, giang giật vang lên bên tai một đạo truyền âm thanh âm kia vẫn như cú cao lãnh nhưng nghe được giang giật toàn thân chấn động hắn mộ vậy mà quay đầu lại phát hiện trong lầu các gia nhân đã đi vào gian phòng bên trong chỉ có thể nhìn thấy một cái yểu điệu bóng lưng đa tạ lăng tiểu thư mặc kệ nàng phải chăng có thể nghe được giang giật vẫn là cung kính chắp tay thi lễ trong lòng cũng nhấc lên kinh đào hải lãng vị tiểu thư này nhìn cùng doãn tiểu thư không tranh lệch nhiều lần thứ nhất nhìn nàng còn tưởng rằng là một cái hồn nhiên ngây thơ kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương xem ra cái này siêu cấp con em của gia tộc không có một cái là đèn đá cạn dầu a à. nàng là như thế nào nhìn ra được giang giật trong đầu hiển hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi hắn duy nhất có thể để xác định chính là cái này lăng tiểu thư không có hại hắn chi tâm nếu không cũng sẽ không truyền âm xa 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 phía trước chu tùy đã muốn đi ra tiểu viện giang giật không dám suy nghĩ nhiều bước nhanh đuổi theo cùng tề lão tụ hợp ba người đi ra phi tiên lâu lên phi liên về tới ở lại trong khách sạn nhỏ công tử thế nào vừa tiến vào tiểu viện tề lão liền vội vàng hỏi giang giật sự tình tiến triển thuận lợi hay không có thể quan hệ đến tính mạng của bọn hắn cùng tự do giang giật đáp ứng bọn hắn chỉ cần tìm được y tam tiểu thư lập tức rời đi cũng sẽ mau chóng trả lại ba nhân hồn ấn giang giật không có đáp lời ngồi tại trong lầu các trầm mặc không nói trong đầu còn có chút không nghĩ ra kia lăng tiểu thư là thế nào xem thấu hắn cũng không có lộ ra nửa điểm sơ hở a à đừng nói là kia lăng tiểu thư có được độc tâm thuật không thành. Mặc kệ, đại gia sớm nghỉ ngơi một chút, một lát sau, Giang giật thình lình đứng dậy, kiên định nói ra, sáng sớm ngày mai, chúng ta lên đường đi huyền thần cung bên ngoài, chờ y tiểu thư xuất hiện, lại làm định nghĩa. mươi 587, huyền thần cung, hôm sau, trời còn chưa sáng, Giang giật bọn người liền dậy. Đám người đi ra khách sạn lúc, lại nhìn thấy thành nội so ban ngày còn náo nhiệt, trên đường cái ngựa xe như nước, vô số người mặc kệ là muốn vào huyền thần cung vẫn là muốn đi xem náo nhiệt đều sớm hướng thành bắc dũng mãnh lao tới giang giật bốn người cưỡi phi liễn thành thành thật thật tại mặt đất hành tẩu theo dòng người hướng thành bắc chạy tới điệu thấp đến người qua đường đều không muốn nhìn nhiều bởi vì trong thành này đại gia tộc công tử nhiều lắm rất nhiều công tử tiểu thư đều mang tùy tùng bay phút lên trời khí thế toàn thịnh hướng phương bắc bay đi nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn sau gần nửa canh giờ phi liễn ra khỏi thành quan đạo thực sự quá chật, giang giật để tề lão khống chế phi liễn đằng không mà lên, bất quá không dám bay quá cao, tốc độ cũng không nhanh, tránh cho bị cường giả chú ý. Trời đã hoàn toàn sáng rồi, một vòng hồng nhật từ từ bay lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên thân người ấm áp, thanh phong từ đến, để cho người ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trăm dặm đường đối với người bình thường tới nói rất xa, nhưng đối với cường giả tới nói quá ngắn, tề lão mặc dù đã hết lượng để phi liễn chậm một chút, nhưng chỉ là hai nén nhang thời gian, mọi người tựu đã tới chỗ cần đến. a à, phi liến còn tại hướng phía trước chậm rãi bay, nhưng giang giật mấy người lại toàn bộ hóa đá. Bốn người ánh mắt xuyên thấu qua phi liến phía trước rèm châu, khóa chặt nơi xa một tòa cự đại sơn phong phía trên cung điện, thân thể cùng linh hồn đều bị thật sâu rung động. Kia là một tòa màu đen cung điện, đen tuyền, ánh sáng mặt trời chiếu ở vách tường cung điện bên trên, cũng không có phản xạ một điểm quang mũi nhọn, còn cảm giác dương quang đều bị vách tường cung điện hấp thu. Cung điện cũng không lớn, phương viên khoảng trăm trượng, cung điện cũng không có rất xa hoa, càng không có cổ pháp ấn ký phủ văn gì gì đó. Cung điện liền là bình thường nhất kiểu dáng, cung thần võ quốc phủ thái tử cung điện không sai biệt lắm, nhưng cung điện này cho người ta nhìn một chút, liền sẽ cảm thấy tim đập nhanh, cả đời khó quên. Một câu cổ lão mà tăng thương khí tức theo trong cung điện truyền ra, phàm là hướng cung điện nhìn lại người, ánh mắt đều sẽ không tự chủ được bị trên cửa chính ba chữ to hấp dẫn Huyền Thần Cung. Kiểu chữ là lối viết thảo, không phải bảng hiệu, ngược lại giống như là có người dùng binh khí điêu khắc lên đi đồng dạng, ba chữ to một bút mà ra, rất là ăn khớp và thông thuận, giống như chỉ xem chữ lời nói, sẽ rất đẹp mắt rất dễ chịu. Nhưng giang giật mấy người giờ phút này trong lòng lại cũng không dễ chịu, mà là cảm giác huyết dịch khắp người đều đang sôi trào, trong thân thể không hiểu dâng lên sát khí. Tại cái này ba chữ to hơn mấy người đều cảm giác một cỗ túc sát chi khí, cỗ khí tức kia không hiểu tại ảnh hưởng chúng nhân tâm linh, để mọi người trở nên thị huyết hiếu sát, trở nên không bị khống chế. Dừng lại, Giang giật cảm ngộ sát lục chân ý, điểm ấy sát khí đối với hắn không tính là gì, sở dĩ tỉnh ngộ rất nhanh, nhìn thấy phi liễn còn tại hướng huyền thần cung bay đi, vội vàng quát khẽ một tiếng đem tề lão bọn người nổ tỉnh. Hưu, tề lão vội vàng khống chế phi liễn hướng phía dưới bay đi, nơi này khoảng cách huyền thần cung chỉ có hơn 10 dặm, lại hướng phía trước sẽ đến cảnh giới tuyến. Đám kia công tử nhà giàu cùng tiểu thư thế nhưng là liên thủ thanh tràng, ai dám tới gần huyền thần cung 10 dặm, không nói bị giết khẳng định có đại phiền toái. Cái này huyền thần cung thật là khủng khiếp, chỉ là ba chữ to, lại để chúng ta tâm thần thất thủ. Hạ mặt đất, bốn người chui vào một cái trong rừng cây nhỏ, giang giật âm thầm kinh hãi, để mọi người đừng đi xem huyền thần cung, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Nội tâm đối huyền đế vạn phần bái lạnh, không hổ là thiên cổ đệ nhất đế, người đều phi thăng 70 vạn năm, lưu lại ba chữ đồng dạng có được quỷ dị ma lực. Trong rừng cây nhỏ cất giấu cũng không ít người, không thiếu có một ít kim cương cường giả giang giật mấy người đi vào cũng không có gây nên quá lớn rối loạn giang giật ra hiệu chu tùy tiến lên tới gần người dặm cảnh giới tuyến tìm được một cái tầm mắt tương đối khoáng đạt địa phương ẩn thân xuống tới cái này huyền thần cung làm sao nhỏ như vậy làm sao đoạt bảo a à chẳng lẽ lại tất cả mọi người đi vào loạn giết một trận hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua huyền thần cung có chút hiếu kỳ hướng tể lão hỏi công tử có chỗ không biết Tề Lão truyền âm giải thích, chu gia trong lịch sử cũng có một chút hoàng tử công chúa tiến vào tầm bảo qua, còn có người đạt được trọng bảo đâu. Cái này Huyền Thần cung đương nhiên sẽ không nhìn nhỏ như vậy. Bên trong thế nhưng là có động thiên khác. Nghe nói Huyền Đế ở bên trong bố trí một cái kỳ dị không gian, bên trong rộng lớn vô cùng, đừng nói chút người này, coi như trăm vạn người đi vào đều vô sự. A, à, Giang Giật có chút một chút hứng thú, Hiếu Kỳ hỏi, kia là làm sao đoạt bảo sẽ có hay không có thảm liệt chém giết? Có tề lão gật đầu truyền âm nói bất quá ở bên trong cũng không lại có chém giết thường thường chém giết là tại tầm bảo kết thúc sau giống như đạt được tốt bảo vật mà lại không có bối cảnh bình thường sẽ bị cường đại gia tộc cướp đoạt truy sát đương nhiên người thông minh thường thường sau khi ra ngoài liền sẽ tìm kiếm một cái cửu đế gia tộc hiến vật quý như thế không chỉ có sẽ có được cửu đế gia tộc coi trọng còn có thể giữ được tính mạng nếu như là bảo vật siêu đẳng thường thường cửu đại gia tộc cũng sẽ lẫn nhau cướp còn như tầm bảo rất đơn giản liền là ở bên trong vượt quan, nghe nói huyền đế cung có 18 quan, danh xưng 18 tầng địa ngục, có thể xông qua được cửa ải càng nhiều, có thể được đến bảo vật tựu càng cường đại. Cụ thể thế nào, ta cũng không rõ ràng, ta có thể tiếp xúc tư liệu không nhiều. Bất quá ta có thể xác định một điểm chính là, cái này huyền thần cung rất nguy hiểm, mỗi lần tiến vào người, có thể có một nửa còn sống ra coi như tốt. Rất nhiều người đi đều tay không mà về, bởi vì mỗi lần bảo vật chỉ có 10 cái. T, mặc dù đã đoán được cái này đoạt bảo rất tàn khốc, chân chính sau khi nghe được giang giật vẫn là không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt của hắn quét về phía đầy khắp núi đồi cường giả, âm thầm nghĩ, lần này đoạt bảo về sau còn có thể có bao nhiêu người sống sót. Ngọn núi nhỏ bên trên, chân núi bên trong, trong rừng cây khắp nơi đều là người, không dụng thần thức chỉ dùng ánh mắt tùy ý quét qua ít nhất có mấy vạn người. Những người này có một nửa là đến xem náo nhiệt, còn lại rất nhiều cũng bởi vì giới hạn tuổi tác, không có tư cách đi vào nhưng một khi đoạt bảo kết thúc, sẽ nghênh đón tàn khốc nhất cướp đoạt chi chiến, ở đây rất nhiều gia tộc đều cùng cửu đế gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, còn có một số không sợ cửu đế siêu cấp gia tộc, cũng sẽ gia nhập cướp đoạt chi chiến. Cửu đại gia tộc ở giữa không cần phải nói đều sẽ tồn tại cạnh tranh hòa hợp làm quan hệ, hậu đại con em ở giữa chiến đấu không thể tránh khỏi phát sinh. Đến lúc đó loạn chiến cùng một chỗ, cái này mấy vạn người đoán chừng có thể sống được một phần mười cũng không tệ rồi, cái này mấy vạn người cũng không phải phổ thông quân đội, bên trong kim cương cường giả ít nhất tựu có mấy trăm A. Công tử, tề lão đột nhiên truyền âm đánh thức giang giật, lần này bảo vật danh sách có, tại huyền thần cung bên cạnh trên vách tường biểu hiện, người phóng thích thần thức liền có thể dò xét đến, hết thảy 10 cái bảo vật, cũng đều là siêu thánh khí thiên địa linh dược, có thể còn có ngụy thần khí. Ừm có cái gì, giang giật cũng không dám mạo muội nhô ra thần thức, hắn thần thức thế nhưng là mang theo linh hồn hắn khí tức. Vạn nhất đồ long cùng võ điện người nhận ra linh hồn hắn khí tức, vậy liền xong đời. Tề lão ngược lại là không quan trọng, dù sao giờ phút này nhô ra thần thức quá nhiều người nhiều lắm, hắn dò xét một phen, rất nhanh truyền âm nói, xếp hạng thứ nhất chính là khốn long thảo, đây là một loại thiên địa kỳ dược, vạn năm khó khăn ra một gốc, có tiền mà không mua được. Xếp hạng thứ hai là bảo vật là một môn thần thông bí kỹ gọi độn thiên, hẳn là một môn rất cường đại không gian thần kỹ. Xếp hạng đệ tam chính là hỏa vân giáp, rất có thể là ngụy thần khí, bởi vì trong lịch sử mỗi lần tầm bảo, đều sẽ có một kiện siêu thần khí, xếp hạng đệ tứ chính là Hỏa Vân Cung. A à, chẳng lẽ là nguyên bộ, cũng là ngụy thần khí. Tề lão truyền âm còn tại vang lên, Giang giật lại vô tâm đi nghe xong mặt bảo vật, trong đầu của hắn đều là khốn long thảo ba chữ. Lăng thi nhã quả nhiên không có gạt người, lần này bảo vật hoàn toàn chính xác có khốn long thảo, nhưng nghe nói xếp hạng thứ nhất, Giang giật liền muốn đều không dám nghĩ đến. Đừng nói hắn tiến vào, không có thực lực này vượt quan đạt được, coi như đạt được thì đã có sao ra còn không phải bị người đoạt đoạt mà lại trăm phần trăm phải bỏ mạng ở đây. Hô, Giang giật thở dài một hơi, lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt hướng bốn phía quét tới quét lui, tĩnh tâm chờ đợi y tiểu thư xuất hiện. chương 588, đi một chuyến uổng công. Tề lão, có thể từng dò xét đến y tiểu thư chỗ. Giang giật chính mình không dám nhô ra thần thức, thậm chí cũng không dám tiến vào thiên địa hợp nhất trạng thái, nhưng tề lão có thể tùy ý phóng thích thần thức, giờ phút này phụ cận phương viên đều có thần thức hướng huyền thần cung phụ cận dò tới, thêm tề lão một cái không nhiều. Không có, tề lão quét một lần về sau, lắc đầu nói, huyền thần cung dưới, có vài chục cái thiên cơ bồng, những ngày này máy bồng đều là đặc chế, mấy vạn thiên thạch một kiện, trừ phi thiên quân đỉnh phong, hoặc là tu luyện linh hồn nghịch thiên cường giả, nếu không cũng không thể dò xét thiên cơ bồng tình huống bên trong. Những cái kia chín đại danh môn con em, cùng rất nhiều thượng cổ thế gia con em hẳn là đều ở bên trong, Y tiểu thư có phải hay không tại một cái thiên cơ bồng bên trong, hoặc là ẩn thân tại nơi nào đó, vậy liền không được biết rồi. Vậy ngươi tiếp tục dò xét, một khi phát hiện y tiểu thư, lập tức truyền âm cho nàng. Giang giật bàn giao một thân, đem thân thể giấu ở chu tùy về sau, bọn hắn chỗ rừng cây nhỏ, người càng ngày càng nhiều, bất quá dạng này ngược lại là càng ngày càng an toàn. Cho dù có người dò xét, tùy ý quét qua cũng sẽ không để ý, dù sao con em đại gia tộc cũng không hội vùi ở tại cái này trong rừng cây nhỏ. Thời gian từ từ trôi qua, người lại càng ngày càng nhiều, giang giật tả hữu mấy chục mét đều là người, mà lại bốn phương tám hướng còn có liên tục không ngừng võ giả hướng bên này hội tụ mà đến, dám đến nơi này xem náo nhiệt, ít nhất đều là thần du cảnh, nhân số cũng vượt qua 10 vạn. Hưu, phía nam vang lên một đạo bén nhọn tiếng xé gió, đưa tới mọi người chú ý, giang giật cũng theo bản năng ngẩng đầu, mắt sáng rực lên. Phía nam bầu trời bay tới một cái cửa đại tử hồ lô, tử hồ lô cái trước mặc màu hồng phấn thiếu nữ cao vút mà đứng, dương quang chiếu xuống nàng xinh đẹp trên mặt, hiện ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, bởi vì bay thật nhanh, nàng một đầu tóc dài đen nhánh cùng quần áo cũng bị thổi đến bay phất phới, tựa như chiếc tiên hạ phàm. Tử hồ lô bên cạnh còn có một cỗ chiến xa, kia chiến xa bị một đầu tuyết trắng kỳ thú dắt mang theo, cái này kỳ thú khí thức dọa người, không kém gì kim xí đại bằng điều, không cần phải nói là một tên yêu đế. Chiến xa rất xa hoa, bốn phía điêu khắc tinh mỹ đồ án, nhưng giang giật bọn người tự động không để ý đến chiến xa hoa mỹ, ánh mắt đều bị trong chiến xa ngồi một tên chân trần thiếu nữ áo trắng hấp dẫn thậm chí thiếu nữ đứng bên cạnh một tên tư sắc không tầm thường thực lực đạt tới thiên quân cảnh mỹ thiếu phụ đều cho tự động không để ý đến lăng thi nhã doãn nhược băng đồng thời giá lâm hai cái này tiểu thư tuyệt đối là cấp cao nhất mỹ nữ tăng thêm thiên tinh giới nhất danh vọng thân thế để cho hai người trên thân đều bao phủ thần bí hào quang biến thành vô số nam tử trong lòng nữ thần hai cái nữ thần bất kỳ một cái nào ra sân đều sẽ để vô số nam tử hưng phấn kích động, cuồng nhiệt. Giờ phút này hai cái cùng lúc xuất hiện, càng làm cho toàn trường sôi trào, thậm chí rất nhiều người nam nhân trẻ tuổi đều lớn tiếng kêu gọi tên của hai người, để bày tỏ bày ra đối hai người yêu thích cùng sùng kính. Nữ thần sở dĩ là nữ thần, liền là rất nhiều người đều biết mình không chiếm được, lại tưởng tượng lấy đạt được. Lăng thi nhã cùng doãn nhược băng tựa hồ đối với loại tình huống này quá quen thuộc, tựa như không có nghe được, không nhìn thấy, tiếp tục phi hành mà tới. Đương nhiên tốc độ giảm bớt một chút, Hai người đôi mắt trong sáng cũng nhìn chằm chằm xa xa Huyền Thần Cung, xuất hiện một tia cuồng nhiệt. Huyền Thần Cung ngàn năm xuất hiện một lần, lần này xuất hiện địa điểm còn rời đi Đông Hoàng Đại Lục không xa, đây là vận may của các nàng cùng cơ duyên. Cửu Đế con em của gia tộc không chỉ có thân phận địa vị cao thượng, thực lực cũng đều là đỉnh cấp, mà cái này Huyền Thần Cung đoạt bảo, chính là các nàng hướng thế nhân chứng minh các nàng cường đại vũ lực cơ hội tốt nhất. Tuyệt thế có giai nhân, huynh quốc lại khuynh thành a. Giang giật u u thở dài một tiếng đương nhiên hắn chỉ là đơn thuần thưởng thức, loại này nữ thần không phải hắn có thể hy vọng xa vời, tuyệt đại xinh đẹp thường thường cùng hỏa thủy là từ đồng nghĩa. Ai mưu toàn có được những này tuyệt thế xinh đẹp, đều phải đối mặt vô số cường giả minh đao ám tiễn, đều phải dẫm lên vô số người thi thể. Đồ tốt người người đều muốn, ai có thể đạt được tự xem ai đao sắc bén hơn. Doãn tiểu thư, băng tiểu thư, lăng tiểu thư, nhã tiểu thư, trong rừng cây nhỏ cũng có rất nhiều người, kích động kêu to, ý đồ hấp dẫn lấy giữa không trung hai vị mỹ nhân tuyệt thế chú ý, xem bọn hắn một chút. Chu Tùy không có gọi, một đôi mắt lại bày ra đến dọa người, giang giật lắc đầu cười khổ, trên thế giới này liền là có nhiều như vậy không biết tự lượng sức mình, thích làm nằm mơ ban ngày người. Nhưng mà, một giây sau, Doãn Tiểu Thư không biết phải chăng là bị bên này âm thanh tiếng kêu hấp dẫn, thế mà nhàn nhạt hướng bên này nhìn lướt qua, sau đó có chút dừng một chút. Tại thời khắc này, Giang giật đầu như bị sét đánh, hổ khu chấn động, toàn bộ linh hồn đều kích động. Bởi vì, vị kia doãn tiểu thư vừa rồi dừng một chút, là cùng hắn liếc nhau một cái. Hắn cũng không có bởi vì mỹ nhân lau mắt mà nhìn mà kích động, mà là cảm giác được thật sâu nguy cơ, nói một cách khác hắn bị hù dọa. Hắn cùng doãn nhược băng thân phận địa vị tranh lệch cách xa vạn dặm, vị này doãn tiểu thư thực lực hắn nhìn không thấu, nhưng rất có thể là thiên quân cảnh, mà nhân ra vẫn còn so sánh hắn nhỏ hơn một hai tuổi. Đã như vậy, Nàng tại sao lại tại trên mặt hắn dừng lại một giây đáp án vô cùng sống động, đêm qua hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhìn trộm cái này doãn tiểu thư lúc, bị nàng hoặc là bên người nàng vị kia Mỹ phụ nhân phát hiện. Doãn tiểu thư đã thu hồi ánh mắt, giang giật cũng liền công việc cúi đầu xuống, rụt rụt thân thể, mồ hôi lạnh trên trán lại giọt giọt rơi xuống. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới này quả nhiên thần kỳ, hắn vẫn là khinh thường anh hùng thiên hạ A. À. Cũng may đêm qua cái này doãn tiểu thư cũng không có đặc thù dị dạng, giờ phút này một chút cũng không có ý đồ đặc biệt, xem ra sẽ không truy cứu việc này. Giang giật chậm một lát khôi phục lại, đem mồ hôi lạnh trên trán lau, ám đạo về sau tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Hai vị tiểu thư bay đến huyền thần cung phía dưới, phân biệt tiến vào một cái thiên cơ bồng bên trong biến mất không thấy, bốn phía bạo động cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh, bất qua theo chu tùy đám người ánh mắt đó có thể thấy được, trong bọn họ tâm còn tại khuấy động không thôi. Thời gian lặng yên trôi qua, Bốn phía còn có người không ngừng tụ đến, bất quá ngược lại là không có siêu cấp con em của gia tộc hiện thân, theo buổi trưa đến, ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía huyền thần cung, bởi vì lịch đại huyền thần cung đều là giữa trưa mở ra. Ông, tại Thái Dương đến chính trên không lúc, toàn bộ huyền thần cung đột một tản mát ra một trận hắc quang, toàn trường mười mấy vạn người đều cái này hắc quang hấp dẫn. Huyền thần cung dưới thiên cơ bồng từng cái biến mất, rất nhiều công tử tiểu thư đều ra giữa không chung, nhưng đã không ai đi chú ý các nàng bởi vì huyền thần cung đại môn ngay tại từ từ mở ra vô thành vô tức hướng bên trong mở ra lộ ra một mảnh ánh sáng chói mắt thời gian qua đi ngàn năm huyền thần cung lần nữa mở ra hiu 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 huyền thần cung bên ngoài công tử tiểu thư toàn bộ hóa thành tàn ảnh hướng trong cửa lớn bay đi chỉ là một cái chớp mắt thời gian tựu bay vào đi gần trăm người mọi người cảm giác một trận nhãn tốn hỗn loạn còn không có thấy rõ ràng những người kia là ai đã đã mất đi tung ảnh của các nàng ai nha y tiểu thư tiến vào Tề lão kinh hô lên, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn cười khổ nói, công tử, thật xin lỗi, vừa rồi y tiểu thư tốc độ quá nhanh. Ta vừa mới khóa chặt nàng, nàng đã tiến vào, cái gì, giang giật biến sắc, chẳng lẽ hôm nay lại đi một chuyến uổng công. chương 589, ngăn lại hắn, huyền thần cung đoạt bảo bao lâu, giang giật ép buộc chính mình tỉnh táo, vào huyền thần cung đuổi theo y thiền kia không có khả năng. Hắn còn không có xúc động như vậy, bên trong cường giả như mây, huyền thần cung bên trong cũng nguy hiểm trùng điệp, thiên quân đều có thể vẫn lạc, hắn chúc thực lực ấy đi vào không thể nghi ngờ là chịu chết. Lại nói đồ long cùng vũ nghịch bọn người khẳng định tiến vào, hắn đi vào là tự chui đầu vào lưới A. Đã không thể đi vào, kia chỉ có các loại trở y thiền ra, nhưng tề lão trả lời lại làm cho giang giật tâm càng lạnh hơn, công tử, cái này tầm bảo nếu là ra sớm, đoán chừng 2-3 tháng, nếu là lâu muốn một năm, một năm sau huyền thần cung biến mất, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra. Một năm, Giang giật khóe miệng có chút đắng chát chát, tại bực này một năm phi thiên công tử cùng võ điện, đồ ra còn không phải đem hắn phân thây A. À. Vào huyền thần cung vẫn là rời đi, trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động, nơi đây không nên ở lâu, hoặc là vào huyền thần cung bên trong tìm y thiền, hoặc là rời đi đi ám ảnh đại lục, lại đi đông hoàng đại lục, giữa hai bên nhất định phải làm một lựa chọn. Đi, đi ám ảnh đại lục, hắn rất nhanh quyết định chủ ý, ngừng đầu nhìn một cái lóng lánh hắc quang huyền thần cung, nhịn đau quay đầu rời đi hắn không thể mạo hiểm, cũng không dám xem thường sinh tử, hắn nhất định phải là Giang Tiểu Nô, vân phỉ tiền vạn quán phượng loan bọn người cân nhắc. Ừm, chu tùy bọn người có chút lưu luyến không rời phân biệt hướng huyền thần cung nhìn thoáng qua, huyền thần cung ngàn năm hiện thế một lần, mọi người có thể gặp được là lớn lao vận khí cùng cơ duyên, đáng tiếc tề lão cùng cốc lão lớn tuổi, chu tùy cùng Giang giật cũng không dám đi vào. Mọi người điệu thấp hướng rừng cây nhỏ đi ra ngoài, tìm được một chỗ trống trải chỗ, tề lão lấy ra phi liến, chu tùy trước tiên đi lên. Giang giật cùng tề lão cốc lão đang chuẩn bị lên xe, phía nam bầu trời lại vang lên từng đạo tiếng xé gió, hấp dẫn chú ý của mọi người. Hưu, phía nam bầu trời bay tới một đội quân sĩ, toàn bộ ngồi cưỡi lấy thiên mã, trùng trùng điệp điệp có gần ngàn người, mà cái này trong ngàn người kim cương cường giả ít nhất có 50 người, thiên quân cường giả cũng đạt tới 5 vị. Toàn bộ người đều vây quanh ở một cái 78 tuổi hài đồng bên người, đứa bé kia một ngựa đi đầu, ánh mắt khóa chặt xa xa huyền thần cung, đầy mắt cực nóng, bốn phía cường giả bốn phía liếc nhìn, khẩn trương bốn phía dò xét đề phòng. Kiếm đế tôn tử phô trương thật là uy phong, tề lão cùng cốc lão liếc nhau, biểu lầm bẩm một tiếng, hai người đối với cái này cũng không có quá cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì phi mã tộc vốn là kiếm đế thủ hạ, kiếm đế tôn tử tới, khẳng định cho hắn đầy đủ mặt mũi. Mau lên xe, Giang giật cũng nhận ra, cái này hài đồng liền là hôm đó cưới kim sĩ đại bằng điều tiểu thiếu ra, không bằng hắn ánh mắt lại khóa chặt bên cạnh hộ vệ đội bên trong hai người, một người trong đó là phi mã hoàng triều đại hoàng tử phi kỵ, mà đổi thành bên ngoài một người thình lình. Là phi thiên, hôm đó cùng Phượng Loan khai chiến khúc lão cũng tại phi thiên bên người. Phi thiên cùng khúc lão đối với hắn hận thấu xương, hắn trong đan điền chín khỏa tinh thần quá trói mắt, nếu là bị bọn hắn thần thức đảo qua sẽ lập tức bại lộ, sở dĩ giang giật thân thể lóe lên, bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào phi liễn bên trong. Hưu, tề lão cùng cốc lão mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng giang giật phản ứng như thế hù dọa hai người, vội vàng phi thân tiến vào phi liễn khống chế phi liễn hướng bên cạnh một cái trong rừng cây nhỏ chạy tới cái này bất động còn tốt bọn hắn khẽ động đưa tới phía trên phi mã tộc đại quân chú ý rất nhiều thần thức đều hướng phi liễn bên trong quét tới tại hai đạo quen thuộc thần thức đảo qua thân thể của mình về sau giang giật sắc mặt trong nháy mắt trở nên yếu ớt như tuyết ha 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 phi thiên thần thức tại giang giật trên thân quét qua về sau đầu tiên là sững sờ sau đó nhếch miệng âm hiểm cười trong mắt đều là khoái ý cùng nhe răng cười cùng kỳ đồng lúc phía trước kiếm đế tôn tử mang theo thân thể hai người hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào huyền thần cung bên trong không thấy phi thiên tùy ý cười ha hả đưa tay chỉ phi liễn giận giữ hết tiểu tạp trùng thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa xông tới khúc lão lưu tướng quân cho ta chu sát kẻ này khúc bay bọn người liền là bị tiểu tạp trùng này giết tiểu tạp toái nhận lấy cái chết cừ nhân gặp mặt hết sức sáng mắt khúc lão trên thân dâng lên sát khí ngập trời thân thể hóa thành lưu quang hướng giang giật lao đi Phi kỵ bên cạnh một tên thiên quân cường giả hướng phi kỵ nhìn thoáng qua, phi kỵ âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ trước cầm xuống. Vù vù, hai tên người mặc tướng quân chiến khải thiên quân cường giả, khí thế toàn thịnh, theo sát khúc lão hướng phía dưới phóng đi, kia cường đại như như núi cao khí tức, đè xuống mới mấy trăm người kinh hô lên, bốn phía chạy trốn. A, chu kỳ dọa đến chân đều mềm nhún, kia ba đạo khí tức cường đại thế nhưng là khóa chặt cái này phi liễn, khúc lão càng là đã đánh ra một đạo khí lưu màu xanh lam mang theo hủy thiên diệt địa khí tức giận đánh tới hướng phi liễn ba tên thiên quân cường giả bay vụt mà đến để chu tùy cảm thấy khí tức tử vong làm sao bây giờ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giang giật chẳng những không có kinh hoàng ngược lại não hải chuyển động đến nhanh chóng tìm kiếm phá cục chi pháp chỉ là ngắn ngủi một giây thời gian đầu hắn tự chuyển động một trăm lần trở lên hắn trong nháy mắt quyết định được chủ ý ánh mắt lộ ra một vòng điên cuồng trong tay đế cung xuất hiện bạch quang lóe lên đem chu tùy ba người thu vào sau đó trên người hắn sáng lên bạch quang, biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, khúc lão công kích theo sát phía sau mà đến, cường đại nguyên lực công kích để cả tòa phi liễn chia năm xẻ bảy nổ thành mảnh vỡ, nhưng giang giật bọn người cũng đã biến mất tại phi liễn bên trong. Ngăn lại hắn, khúc lão thần thức quét qua, rất nhanh biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía huyền thần cung ngoài cửa lớn quát lớn. Chính hắn thân thể cũng hóa thành tàn ảnh hướng huyền thần cung bay đi, trong tay Lam Quang lấp lánh lại không phát ra công kích, bởi vì phía trước liền là huyền thần cung, cửu đế gia tộc thế nhưng là liên hợp phát hạ thông cáo, ai dám công kích huyền thần cung, vậy sẽ gặp cửu đại gia tộc liên thủ truy sát. Ông, huyền thần cung ngoài cửa lớn không gian khẽ run lên, giang giật thân thể ngưng hiện, hắn không có chút gì do dự, thân thể lóe lên vọt vào trong cửa lớn, biến mất trong cửa lớn quang mang chói mắt bên trong. Tam đại thiên quân liên thủ, phi kỵ trong đại quân còn có hai vị thiên quân, chớ nói chi là bốn phía có vô số gia tộc và phi gia giao hảo, Giang giật không đường có thể trốn, hắn nếu muốn mạng sống, kia chỉ có sông vào huyền thần cung bên trong, mặc dù ở bên trong hắn đồng dạng có thể vẫn lạc bỏ mình, nhưng ít ra còn có một chút hy vọng sống. Đại hoàng tử, công tử, khúc lão niên kỷ vượt xa 30, còn lại hai tên thiên quân niên kỷ cũng đại, tự nhiên không có khả năng vào huyền thần cung bên trong, chỉ có thể ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử cùng phi thiên, mời bọn họ định đoạt. Đại ca, phi kỵ tại cái này, phi thiên không làm chủ được, chỉ có thể ánh mắt nhìn về phía hắn. Bay đồ, phi kỵ không do dự quá lâu, quát khẽ một tiếng, một tên hơn 20 tuổi thanh niên tướng quân xuất hiện, người này thực lực cũng không tính quá cao, chỉ có kim cương nhất nhị trọng, hắn phi thân ra chắp tay nói, đại hoàng tử, bay đồ tại. Phi kỵ u lãnh con người quét qua, quát khẽ, mang hai người đi vào, thỉnh cầu kiếm thiếu chu sát người này, đồng thời chuyển cáo bên trong chư vị công tử tiểu thư, hỗ trợ chém giết người này, ta phi kỵ thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Tuân mệnh, thanh niên chắp tay đáp, vung tay lên mang lên hai tên không đến 30 tuổi kim cương cường giả, thân thể hóa thành lưu quang vọt vào huyền thần cung bên trong. Xoạt, đột nhiên phát sinh một màn, để phía dưới vô số người xem võ giả cùng các gia tộc bọn hộ vệ xôi trào, rất nhiều người cũng nhao nhao nghe ngóng giang giật đám người thân phận, muốn nhìn một chút là ai dám ở phi mã đại lục trêu chọc phi kỵ bọn người. Bất quá cái này tìm hiểu tin tức chỉ là thuần túy bát quái tâm lý, kỳ thật không cần tìm hiểu, tất cả mọi người biết rõ giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ dám ở phi mã đại lục trêu chọc phi mã tộc, giang giật nếu không phải siêu cấp gia tộc tử đệ, kia kết cục đã được quyết định từ lâu. chương 590, địa ngục cấp độ khó. a à, cái này huyền thần cung bên trong quả nhiên có động thiên khác. Giang giật cảm giác bạch quang lóe lên, hắn liền tiến vào một thế giới khác, nơi này căn bản không phải đại điện, mà là một đầu to lớn hẻm núi. Hẻm núi hậu phương đen kịt một màu, phía trước một đầu thông thiên đại đạo thẳng tắp hướng phía trước dọc theo, hai bên đều là vách núi treo leo, Sông thẳng tới chân trời, trên vách đá dựng đứng lóng lánh như hòa bạch quang, không cần mơ mộng đều biết phía trên có cấm chế, đến nơi này chỉ có hướng phía trước đi. Ông, giang giật trên thân sáng lên bạch quang, không có do dự chốc lát chuẩn bị liên tục thuấn di, hướng phía trước bỏ chạy, phi thiên bọn người tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, truy binh ngay lập tức sẽ đến. Ai ngờ giang giật thân thể lóe lên, lại ra nguyên địa, nơi này không gian không biết bị giam cầm vẫn là rất đặc thù, lại không thể thuấn di. Hưu giang giật không dám dừng lại chỉ có thể liều mạng hướng phía trước chạy như điên đồng thời trong tay hỏa linh châu phát sáng lên một tòa đế cung xuất hiện để giang giật càng buồn khổ hơn chính là hắn muốn đem phượng loan đem thả ra kết quả lại cũng mất hiệu lực đế cung bên trong người căn bản ra không được hắn cũng ra không được nơi này không gian quá tả môn suy suy duy nhất để giang giật may mắn chính là hỏa linh châu bên trong còn có thể toát ra địa hỏa hỏa long kiếm cũng có thể xuất hiện bằng không hắn trực tiếp không cần chạy trốn, đứng đấy chờ chết được rồi. Chỉ có hướng phía trước vọt lên, hy vọng khác đừng gặp được đồ long vũ nghịch bọn hắn, tìm an toàn địa phương ẩn đi, chờ một năm qua đi, bị chủ động truyền tống ra ngoài, ân. Nếu là có thể tìm tới y tiểu thư tốt nhất, Giang giật cắn Giang lao nhanh, mặc dù tiến vào huyền thần cung, nhưng hắn vẫn không có đoạt bảo suy nghĩ, hắn biết rõ trong này vào đây ít nhất hơn 10 vị thiên quân, chớ nói chi là những đại gia tộc kia con em, người người đều có trí bảo. Lại nói, hắn chút thực lực ấy coi như có thể cầm tới bảo vật, hắn có mạng sống rời đi xa thổ thành. Hẻm núi rất dài, giang giật bằng nhanh nhất tốc độ chạy hết tốc lực thời gian một nén nhang, lại vẫn không có đến cuối cùng, để hắn có chút giải sầu chính là, phía trước cũng không nhìn thấy có người, đằng sau cũng tạm thời không có truy binh đuổi theo. Đối với huyền thần cung, giang giật biết rất ít, chu tùy địa vị quá thấp, căn bản không có tư cách được biết hoàn chỉnh tư liệu, hắn chỉ có thể vùi đầu lao nhanh, gặp sơn mở đường gặp nước bắc cầu, tận dụng mọi thứ. Lần nữa qua nửa nén hương thời gian, phía trước hẻm núi bắt đầu từng bước biến lớn, thành một cái loa hình, giang giật thần thức cũng thật sớm tản ra, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì phía trước có một quảng trường khổng lồ, mà trong quảng trường có một ít vừa rồi xông tới người, có mười mấy cái nhiều, chính top 5 top 3 tập hợp một chỗ, vây quanh ở hai cái to lớn truyền tống trận bên cạnh. hưu lúc này, đằng sau truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió, giang giật thần thức quét qua, càng là để cho khổ liên tục, bởi vì đằng sau vào tới ba người mặc phi mã hoàng triều tướng quân chiến khải, nói một cách khác truy binh tới. Cứ việc sau lưng mấy người thực lực cũng không cao, nhưng người nào biết rõ phía trước trong quảng trường kia mấy chục người bên trong phải chăng có phi ra người, hay là cùng phi ra có quan hệ người. Sông, 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 Giang giật cũng mặc kệ, thân thể tốc độ cao nhất sông vào trong quảng trường, khóa chặt bên trái nhất một cái không ai vây quanh truyền tống trận, chạy như điên. Ây, to lớn bạch ngọc trên quảng trường, kia mấy chục người nhìn thấy một đạo bóng người như điên cuồng hướng bên trái cái thứ nhất truyền tống trận phóng đi, toàn bộ ánh mắt quét tới, đầy mắt chấn kinh ngạc, đang dò xét đến giang giật khí tức chỉ có kim cương cảnh về sau, càng là toàn bộ nhìn thằng ngốc nhìn xem hắn. Ừm cái truyền tống trận này có vấn đề, giang giật trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, nhưng hắn thân thể đã tới trong truyền tống trận, bạch quang lóe lên, sau đó hắn thân thể tự biến mất tại nguyên chỗ. Ngớ ngẩn, kim cương cảnh nhất trọng thực lực, dám lựa chọn khó khăn nhất địa ngục cấp cửa ải, người này đầu óc xác định không có bệnh. Ha ha ha, thế giới này luôn có một chút không biết lượng sức, ý nghĩ háo huyền người, mặc dù càng là khó khăn, đạt được điểm tích lũy càng nhiều, nhưng chết lại là càng nhanh, ta cực người này cửa thứ nhất đều xông không qua. Người đây không phải nói nhảm sao, hắn có thể xông cửa thứ nhất, lão tử đấp cứt ba cân. Giang giật vừa mới biến mất tại trong truyền tống trận, phía ngoài mấy chục người lập tức ồn ào, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ đùa cợt, hiển nhiên không có một người nhìn kỹ Giang Giật. Trên thực tế, nếu là Giang Giật biết mình sự tình ngọn nguồn, hắn khẳng định cũng sẽ không nhìn kỹ chính mình. Cái này huyền thần cung đoạt bảo, là theo vượt quan mà tính, hết thảy 18 quan, danh xưng 18 tầng địa ngục. Mà cái này vượt quan cũng chia khó khăn, hết thảy ba loại cấp bậc, chia làm ba cái truyền tống trận. Lịch đại vượt quan người đem cái này ba cái cấp bậc độ khó, theo thứ tự chia làm phổ thông cấp, kinh khủng cấp, địa ngục cấp, Giang giật vừa vặn tiến vào địa ngục cấp truyền tống trận, chính hắn lại cũng không tin tưởng điểm này, chỉ là nhìn thấy cái truyền tống trận này không ai, sau lưng truy binh lập tức tới đây, sở dĩ. Trực tiếp tiến vào, phổ thông cấp mỗi lần xông qua một quan liền có thể đạt được một điểm điểm tích lũy, kinh khủng cấp điểm tích lũy là hai điểm, địa ngục cấp lại có 3 điểm. Nhưng là, lần này vào đây tất cả mọi người, toàn bộ hoặc là lựa chọn phổ thông cấp, hoặc là lựa chọn kinh khủng cấp, coi như chín đại hào môn thiên tài con em đều không ai dám lựa chọn địa ngục cấp, bởi vì trong lịch sử, lựa chọn địa ngục cấp người cơ bản đều chết được rất thảm. Huyền thần cung đoạt bảo rất đơn giản, mỗi lần 10 cái bảo vật, cái thứ nhất xông qua một quan, đem đạt được xếp hạng thứ 10 bảo vật. Cái thứ nhất đạt được 3 điểm điểm tích lũy, đạt được thứ 9 kiện bảo vật, cái thứ nhất đạt được 4 điểm điểm tích lũy đến thứ 8 kiện bảo vật. Cứ thế mà suy ra xuống tới, 5 điểm điểm tích lũy để thất kiện bảo vật, 6 giờ điểm tích lũy thứ 6 kiện bảo vật, 7 giờ điểm tích lũy thứ 5 kiện 8 điểm đệ tứ kiện, 9 điểm đệ tam kiện. Đương nhiên, thu hoạch được kiện thứ hai cùng kiện thứ nhất bảo vật tương đối khó, muốn đạt được kiện thứ hai bảo vật, kia nhất định phải đạt được 12 giờ điểm tích lũy, mà muốn đạt được kiện thứ nhất bảo vật, thì nhất định phải cái thứ nhất đạt được 15 điểm điểm tích lũy. 15 điểm điểm tích lũy ý tứ, phổ thông khó khăn vượt quan muốn qua 15 quan, kinh khủng khó khăn muốn qua 8 quan, địa ngục khó khăn ngược lại là nhẹ nhõm, chỉ cần qua 5 cửa là đủ. Vấn đề là mấy chục vạn năm trong lịch sử có thể thành công xuyên qua năm cửa người, chỉ có 3 người. ba người này cuối cùng một kiện bảo vật đều không được đến, bởi vì đã sớm bị người khác nhanh chân đến trước. Địa ngục cấp mặc dù thu hoạch được điểm tích lũy dễ dàng, nhưng tỷ lệ tử vong quá cao quá cao, trừ phi thực lực nghịch thiên, sẽ tự mình cực độ tự tin người mới sẽ đi khiêu chiến. Giang giật một cái khí thức nhìn chỉ có kim cương nhất trọng người, đi khiêu chiến địa ngục cấp, mọi người cho là hắn là ngớ ngẩn cũng bình thường. Hiu, Phi ra mấy người rất mau đuổi theo tới Tại hỏi thăm Giang giật tiến vào địa ngục cấp cửa ải về sau, ba người dứt khoát đều xếp bằng ở trên quảng trường chờ lấy xem náo nhiệt, hiển nhiên ba người không cho rằng Giang giật có thể còn sống sót. Ông, đột nhiên, cái thứ hai trên truyền tống trận uổng phí sáng lên một đạo quang mang, để mọi người toàn bộ thân thể chấn động. Quang mang kia rất nhanh ngưng tụ ra một bức tranh, một tên mang theo mặt nạ thiếu nữ tóc tím đứng tại một đạo phía sau cửa, đại môn kia từ từ mở ra, thiếu nữ tóc tím nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào, đại môn im ắng quan bế, trên không hình tượng cũng chậm rãi biến mất. Oa, y tiểu thư lại ngắn như vậy thời gian, tựu xông qua cửa thứ nhất, đạt được thứ 10 kiện bảo vật. Y tiểu thư uy vũ, đi hoang vu đông hải tu luyện 3 năm, nàng bôn lôi công đại thành, chiến lược quả nhiên nghịch thiên A. Nữ thần của ta lại cái thứ nhất vượt quan thành công, nữ thần cố lên, một đi ngang qua quan trảm tướng, ta tại cái này vì ngươi cầu nguyện, hy vọng ngươi có thể cầm tới khốn long thảo, dạng này thực lực còn có thể bay vào tính tiến bộ, đến lúc đó tuyệt đối khinh thường cùng thế hệ thiên tài. Toàn bộ quảng trường sôi trào, rất nhiều thanh niên trong mắt đều hiện lên một tia mê say, lại y thiền thắng ngay từ trận đầu lớn tiếng khen hay. Rất nhiều người khô giòn không đi vượt quan, xếp bằng ở cái này xem náo nhiệt, bọn hắn cũng tin tưởng cái này 10 cái bảo vật căn bản đối với bọn họ phân, không bằng tại bực này đợi trực tiếp tình báo. chương 591, cầu treo, ông, giang giật trước mắt bạch quang lóe lên, trước mắt thế giới lần nữa biến dạng, phía trước tầm mắt trở nên cực kỳ khoáng đạt, địa hình cũng dị thường đặc biệt, bất kỳ người nào nhìn một chút đều muốn tâm linh chấn động. Hắn giờ phút này đứng tại một khối đột trên đá, phía trước hoành một đầu to lớn hẻm núi vực sâu, hẻm núi ít nhất có 10 dặm rộng, phía dưới một áng đỏ chiếu thiên, nhìn một cái đều là nhấp nhô nham tương, nếu là rơi xuống, tuyệt đối sẽ liền cạn bã đều không có. Mặc dù nham tương về khoảng cách mặt có vạn trượng xa, nhưng này nóng hổi sóng nhiệt vẫn là thỉnh thoảng cuốn tới, làm người ta ngạt thở. Nằm ngang ở hẻm núi trên vực sâu có ba tòa cầu treo, cái này cầu treo chỉ có rộng ba thước, hai cái hắc thiết chế tạo dây sắt hiện ra hàn quang, ở giữa bầy khắp màu xanh phiến đá, phía dưới sóng nhiệt cuồn cuộn, dây sắt cùng phiến đá lại tản mát ra đạo đạo lãnh ý cùng già nua khí tức. Ừm bên kia thật nhiều người, không tốt, vô nghịch ở bên kia, đồ long cũng hẳn là tại. Giang giật không có đi quản cầu treo, cũng không có đi xem cầu treo cuối cùng. Ánh mắt của hắn bị bên phải hai tòa cầu treo hấp dẫn, trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng, hai tòa trên cầu treo có mấy trăm người, ở giữa trên cầu treo, Giang giật thấy rõ doãn nhược băng cùng lăng thi nhã lăng thất kiếm tả phi, kiếm đế tôn tử bọn người. Hắn chưa thấy qua đồ long, đã thấy qua vũ nghịch, vũ nghịch mang tới bốn vị thiên quân thị nữ cũng đứng ở bên cạnh hắn, rất là dễ thấy. Bất quá nhìn mấy lần về sau, nội tâm của hắn bối rối biến mất, ngược lại trong con người đều là nghi hoặc. Bởi vì hai tòa trên cầu treo người rất là kỳ quái, các nàng cũng không có phi hành, ngược lại đại đa số người đi lại tập tính chậm chạp hành tẩu, mỗi lần bước ra một bước giống như đều cực kỳ khó khăn. Rất nhiều người thân eo đều không thẳng lên được, đang khổ cực trèo trống, càng có số ít người dùng cả tay chân, trên mặt đất bỏ sát. Đây là tình huống như thế nào? Giang giật xem không hiểu, hắn không rõ ràng lăng thất kiếm tả phi đám người thực lực cụ thể, nhưng những này công tử nhà giàu đúng trọng tâm nhất định có rất nhiều đến đến thiên quân cảnh, kim cương cường giả đều có thể tùy ý phi hành. Cái này mười dặm đường thiên quân cảnh nếu là phi hành, càng là chớp mắt liền có thể bay qua vì sao bọn hắn đi được như thế chi chậm bất quá giang giật ngược lại là dễ dàng một chút ba tòa cầu treo ở giữa khoảng cách có ngàn trượng các nàng hành tàu đều khó khăn chắc hẳn không cách nào bay đến bên này a à hắn vẫn là an toàn giang giật đang quan sát bên kia mặt khác hai tòa trên cầu treo người cũng phát hiện hắn ngàn trượng khoảng cách không xa có thể đi vào nơi này tới ít nhất đều là kim cương cảnh võ giả thị lực rất không tệ nhẹ nhõm thấy được giang giật Xoạt, giang giật xuất hiện còn đưa tới một trận biên độ nhỏ rối loạn bất quá rối loạn thoáng cái tựu khôi phục bình tĩnh tất cả mọi người nhìn thấy giang giật ánh mắt đều là đùa cợt cùng đáng thương tình huống như thế nào giang giật nhìn thấy doãn nhược băng cùng lăng thi nhã cũng nhìn lướt qua tới ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc có chút không nghĩ ra hai người chỉ là nhìn thoáng qua về sau liền không lại chú ý doãn nhược băng vẫn như cũ để chân chân chậm rãi từng bước một hướng phía trước đi đến tốc độ mặc dù chậm nhưng lưng thẳng tắp như kiếm, thần sắc cũng rất là nhàn nhã. Lăng thi nhã cùng một cái thanh niên anh Tuấn đứng chung một chỗ, thanh niên này giang giật gặp qua, chính là ngựa kiếm phi hành lăng thất kiếm, lăng thi nhã nhìn có chút phí sức, nếu không phải lăng thất kiếm một cái tay vịn nàng, đoán chừng rất khó đứng vững vàng. Để giang giật hơi kinh ngạc chính là, cái kia 78 tuổi hài đồng, kiếm đế tôn tử lại hành tẩu rất là an ổn, bộ pháp đồng dạng rất chậm, thần sắc lại phong khinh vân đạm, còn thỉnh thoảng hướng giang giật bên này quét tới một chút hai đồng phía trước liền là vũ nghịch vũ nghịch hành tẩu cũng rất nhẹ nhàng nàng bốn tên thị nữ ngược lại tốc độ chậm như ốc sen. vũ nghịch vừa rồi quét giang giật một chút trong mắt lóe lên một tia đùa cợt cũng không có đặc biệt để ý để giang giật nội tâm dễ dàng hơn phân nửa vị này võ điện thiếu điện chủ đoán chừng cũng không có thu được tư liệu của hắn hay là hắn tiểu nhân vật này căn bản còn không có đạt tới bị võ điện thiếu điện chủ chú ý tình trạng để giang giật rất là kỳ quái lại cực kỳ thất lạc chính là hắn cũng không có phát hiện y thiền thân ảnh y thiền kia mái tóc màu tím quá trói mắt giang giật cũng đối với nàng ký ức khắc sâu nhưng hắn quét xong tất cả mọi người vẫn là không thu hoạch được gì bất kể như thế nào đã vào đây đằng sau cũng không có đường giang giật chỉ có nếm thử hướng phía trước hành tẩu vạn nhất phi ra người truy vào đến thỉnh cầu kiếm đế tôn tử vũ nghịch bọn hắn hỗ trợ đánh giết hắn vậy liền hắn giơ chân lên hướng phía trước đi đến tại trên sườn núi đột trên đá đi hai bước cũng không có vấn đề gì, hắn mơ hồ một cước đạp vào trên cầu treo. Oanh, một cỗ tựa như núi cao uy áp ẩm vang mà xuống, giang giật bất ngờ không đề phòng, hai chân mềm nhũn, cả người đều bị kia uy áp ép tới dán tại trên cầu treo, đầu dạp xuống đất, đầu còn nặng nề va vào một phát. Ha ha ha, ở giữa trên cầu treo rất nhiều người nhìn thấy giang giật kia gặp quỷ biểu lộ, cùng dáng vẻ chật vật đều nở nụ cười, bất quá sau khi cười, thân eo thoáng cái chầm xuống, để bọn hắn kêu khổ không chịu nổi, nhưng rất nhiều người khóe miệng vẫn là vẻ chế nhạo. Mất thể diện, Giang giật nhìn thấy Doãn Nhược Băng cùng Lăng Thi Nhã trên mặt, cũng hiện lên một tia buồn cười ý cười, rất là xấu hổ, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao mọi người sẽ như thế. Cái này hẻm núi vực sâu quả nhiên có vấn đề lớn, nơi này trọng lực đặc biệt kinh khủng, đến mức để tất cả mọi người không cách nào phi hành, thậm chí cũng không thể đi quá nhanh, bởi vì một cái không tốt nếu là rơi xuống khỏi cầu treo, sẽ thiêu cháy thành cho bụi. Thật là khủng khiếp trọng lực uy áp giang giật âm thầm cảm khái một tiếng bất quá nội tâm vẫn còn có chút nghi hoặc cái này trọng lực mặc dù kinh khủng nhưng hắn vẫn có thể trèo trống bên kia trên cầu treo những cái kia thiên quân theo lý mà nói hẳn là sẽ thoải mái hơn a à. hắn giấy dụa đứng lên xương cốt đều vang lên kèn kẹt tựa như một ngọn núi lớn đặt ở trên lưng hắn nhớ tới doãn nhược băng lăng thi nhã hai người ý cười nội tâm của hắn ngạo khí tỏa ra cắn răng đứng thẳng lưng nhấc chân hướng phía trước đi đến một bước hai bước ba bước Giang giật càng cảm giác hơn kỳ quái, cái này trọng lực hắn vẫn có thể chịu nổi, vì sao bên kia thiên quân cường giả đi được như thế chậm rãi theo tốc độ như vậy xuống dưới, hắn rất nhanh liền có thể siêu việt mọi người a. À. Bốn bước, năm bước, oanh, Giang giật hai chân lần nữa mềm nhũn, lại ngã một chó đấp cứt, đầu dạp xuống đất, mặt còn dán vào bàn đá xanh, bị ép tới có chút biến hình. Ha ha ha, ngớ ngẩn, ha ha, đây con mẹ nó chính là đến đùa chúng ta vui vẻ a. À cứ việc mặt khác hai tòa trên cầu treo người hành tẩu dị thường gian nan nhưng vẫn là rất nhiều người không kiên nhẫn cười ha hả doãn nhược băng cùng lăng thi nhã cũng không nhịn được cười khúc khích lăng thi nhã thân thể mềm mại run lên nếu không phải lăng thất kiếm bắt hắn lại sợ là sẽ phải té ngã trên đất ha ha a à, bên phải tòa thứ ba trên cầu treo một người cười to bước chân lại một lảo đảo một cước đạp không thân thể không có đứng vững lại theo trên cầu treo lăn xuống đi rất nhanh rơi vào phía dưới cuồn cuộn nham tương bên trên bị đốt cháy đến không còn sót lại một chút cặn. a, à, mọi người không dám tiếp tục cười. thành thành thật thật đi đường. tòa thứ ba trên cầu treo có mấy người nhìn qua giang giật ánh mắt cũng đều là hận ý. hiển nhiên bởi vì người kia chết, giận chó đánh mèo giang giật. mẹ nó, trọng lực đột nhiên tăng lên. giang giật nhe răng tuét miệng cong người lên. mặc dù cái này trọng lực gia tăng đến cũng không phải là rất nhiều, nhưng thắng ở đột nhiên, làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. hắn không dám khinh thường thành thành thật thật hướng phía trước chậm rãi đi đến quả nhiên lần nữa đi năm bước trọng lực lại tăng lên lần này trong lòng của hắn có chuẩn bị chỉ là hai chân có chút một khúc cũng không có ngã sắp xuống hắn cũng minh bạch vì sao những cái kia thiên quân không dám đi quá nhanh cái này nếu là chạy như điên trọng lực thoáng cái tăng nhanh thân thể không thích ứng được tuyệt đối sẽ ngã xuống khỏi cầu treo mẹ nó cái này cầu treo là người có thể đi qua chỉ đi ra trăm bộ Giang giật bả vai trọng lực cũng đã gia tăng đến ban đầu gấp 2, mặc dù hắn cắn răng, bướng bỉnh lấy khổ nhưng cõng đã không thể bảo trì thẳng tắp. Cái này cầu treo không tính là quá lâu, chỉ có 10 dặm, vấn đề là giống như trọng lực dạng này gia tăng xuống dưới, hắn coi như bò, cũng đừng hòng leo đến tổ ở giữa đi, chớ nói chi là đi đến tổ cuối cùng, tiến vào cái kia cửa đá. chương 592, người này ý chí lực tốt cường đại. Đi, trên trán mồ hôi như mưa rơi rơi xuống, Giang giật phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt, đây không phải bởi vì phía dưới sóng nhiệt, mà là bởi vì kia to lớn uy áp, để hắn bước đi liên tục khó khăn, lớn như thế gánh nặng để hắn mỗi lần đi một bước bắp thì toàn thân đều đang run dày, hắn thân thể đã chỗ ngoặt thành một cái cung đi, nhưng hắn vẫn là cắn răng lấy răng tiếp tục tiến lên. 150 bộ, 200 bộ, 250 bộ. Trên lưng áp lực quả nhiên lần nữa tăng lên gấp đôi, bất quá giang giật còn có thể miễn cưỡng duy trì, không có bỏ đi. Ở giữa hai tòa trên cầu treo, có hai cái hỏa thủy cấp mỹ nhân, hai người niên kỷ so với hắn tiểu một hai tuổi, nhưng các nàng tại cầu treo một phần ba khoảng cách còn có thể đứng thẳng, hắn đường đường một đại nam nhân, chẳng lẽ còn không bằng hai cái nũng nịu cô nàng. Bất quá, giống như Giang giật biết rõ, ở giữa trên cầu treo trọng lực là bên phải gấp đôi, mà hắn tòa này cầu treo lại là ở giữa gấp đôi, tuyệt đối sẽ không đến chết vẫn sĩ diện. 300 bộ, trọng lực lại tăng thêm gấp đôi, Giang giật lần nữa quỳ không bằng hắn thật sâu ít mấy hơi về sau, cắn răng lại đứng lên, để ở giữa trên cầu treo người rất là ngoài ý muốn. Dù sao Giang giật 300 bộ khoảng cách, thế nhưng là tương đương ở giữa 600 bước, mà lại Giang giật thực lực còn so ra mà nói thấp kém đến đáng thương. "Hô hô, 330 bộ." Trong hạp cốc đột nhiên vang lên một đạo gió nhẹ nhẹ âm thanh, tiếng gió này vừa vang lên toàn bộ sắc mặt người cũng thay đổi, tất cả mọi người đồng thời nằm sấp, có lẽ ngồi xổm dưới đất tự liền thoải mái nhất các vị hào môn thiếu gia tiểu thư đều không để ý hình tượng. Tình huống như thế nào? Giang giật có chút kinh ngạc, nhưng phản ứng vẫn là rất nhanh, cũng rất không có hình tượng ngồi sổm dưới đất, trong chiều ở giữa trên cầu treo nhìn lại. Hô hô, thanh âm càng lúc càng lớn, Giang giật rất nhanh sắc mặt thay đổi, bởi vì hẻm núi bên kia phá đến một đảo bão tố phong, kia phong đem mọi người y phục thổi đến bay phất phới, còn đem phía dưới nham tương thổi lên ngập trời cự lãng từng đạo ngọn lửa ở giữa không trung nhập vào xuất ra, sóng nhiệt cuốn tới nhiệt độ đột nhiên tăng cao kịch liệt nhiệt độ cao trên cầu treo người mồ hôi nóng lâm ly những cái kia tiểu thư y phục cũng ướt dán tại thân thể mềm mại bên trên để giang giật bọn người mở rộng tầm mắt đối với sóng nhiệt giang giật cũng không có quá để ý hắn có hỏa linh châu không có chút nào cảm thấy nóng sắc mặt hắn biến ảo là bởi vì kia gió càng lúc càng lớn nương theo lấy bão tố phong cái này cầu treo lại hoảng đáng còn hơi có chút chút xuống như sợ ý một chút đem rất có thể ngã xuống khỏi đi phía dưới là nóng hổi nham tương, té xuống giang giật cũng không sợ bị thiêu cháy thành cho bụi, vấn đề là cái này trong hạp cốc như thế uy áp mạnh mẽ trọng lực, đi xuống nếu là đồng dạng có trọng lực trói buộc, hắn làm sao đi lên vạn nhất nham tương bên trong còn có đặc biệt yêu thú, hoặc là kinh khủng tồn tại đâu. Còn tốt giang giật ngồi xổm xuống tới, hai tay của hắn gắt gao bắt lấy hai đầu dây sắt, mặc cho cuồng phong tàn phá bửa bãi, hắn thân thể vững vàng dán tại trên cầu treo. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng doãn nhược băng cùng lăng thi nhã nhìn lại, nhìn thấy hai người váy bị gió thổi đến bay đầy trời, ngẫu nhiên lộ ra một đoạn tuyết trắng bắp chân, để hắn mở rộng tầm mắt. Không chỉ là giang giật, rất nhiều nam tử cũng đang len lén nhìn xem hai người, bất quá những người kia ở phía sau, hai vị tiểu thư cũng không có phát giác, ngược lại giang giật chừng chừng nhìn chằm chằm hai người, để các nàng lúc đầu bởi vì sóng nhiệt hun đến đỏ tươi mặt, càng thêm đỏ diễm mấy phần. Nhìn mấy lần, giang giật không dám tiếp tục quan sát, nếu là chọc giận hai vị tiểu thư hậu quả thế nhưng là sẽ rất nghiêm trọng đợi thời gian một nén nhang về sau kia bão tố phong dần dần biến mất mọi người có thể đứng lên tới cũng đứng lên không thể đứng lên tiếp tục bỏ sát giang giật cong lưng hai chân run lẩy bẩy chuẩn bị tiếp tục tiến lên hắn đứng lên về sau theo bản năng hướng lăng thi nhã nhìn một cái muốn nhìn một chút nàng còn có thể không đứng thẳng kết quả nhìn thấy rất mê người một màn lăng thi nhã đang cắn răng đứng thẳng thân thể mềm mại hơi run không ngừng trước ngực hai nơi cao mất cũng đi theo một trận mãnh liệt làm người ta huyết mạch hố tấm Bên cạnh lăng thất kiếm duỗi ra một cái tay bắt lấy lăng thi nhã cánh tay, nàng thân thể mềm mại lập tức ngừng run đứng thẳng. Nàng thở ra mấy hơi thở, nhìn thấy giang giật trừng trừng nhìn mình chằm chằm trước ngực, lập tức sầm mặt lại, hung tận nhìn chằm chằm giang giật một chút, bờ môi nhúc nhích chuyển âm tới, hừ. Xem đi, nhìn nhiều vài lần đi, dù sao ngươi cũng không được xem bao lâu, cái này cầu nại hà chỉ có thể vào không thể lui, dừng lại thời gian càng lâu trọng lực càng lớn. Ngươi nếu là có thể đi đến một nửa lộ trình còn sống, bản tiểu thư liền theo hảo ngươi. Lăng thi nhã truyền âm có chút thẹn quá thành giận ý tứ, nàng bình thường dáng vẻ ngàn vạn, yêu nhã vô cùng, giờ phút này bị làm đến như thế chật vật, trọng yếu nhất là bị nhiều người nhìn như vậy, có hại nàng thiên nhan, giang giật cái này vừa vặn đụng hỏng súng, nếu không cũng sẽ không mạo muội truyền âm. Cầu nại hà không thể lui, giang giật bị hù dọa, còn mắt khốt khốt chấp chấp, bước chân cũng ngừng lại, hắn nếm thử hướng về sau mặt lui một bước, quả nhiên một cỗ to lớn trọng lực ầm vang đè xuống, kém chút để hắn lại quỳ, lui ra phía sau lại so tiến lên trọng lực muốn gia tăng cỡ nào. Nhìn xem giang giật so mướp đắng còn khó nhìn hơn mặt, lăng thi nhã trong lòng thoải mái hơn, bất quá ngược lại là không có tiếp tục chế nhạo giang giật, không nhìn nữa bên này, tiếp tục chậm chạp hành tẩu. Đi, lăng thi nhã không có khả năng lừa hắn, giang giật chỉ có cắn giang tiến lên, lần nữa đi về phía trước 300 bộ về sau, hắn rốt cục không chống nổi, hai chân trùng điệp quỳ trên mặt đất, mặc cho hắn dẫy ruộng như thế nào, cũng đứng lên không nổi nữa. Mặt khác hai tòa cầu treo bên trên người, tốt hơn hắn không có bao nhiêu, vài trăm người bên trong ít nhất có một nửa quỳ, hai tay chống chỗ gian nan tiến lên. Giang giật giờ phút này đi gần 700 bộ, một dặm đường tả hiếu, cũng chính là cầu treo một phần mười, hắn giờ phút này mới bỏ sát, kỳ thật đã thật to ngoài dự liệu của mọi người. Hắn cái này một dặm đường thế nhưng là tương đương ở giữa cầu hai dặm, bên phải cầu treo bốn dặm, sắp tới một nửa lộ trình. Trên thực tế, giang giật có thể đứng đi xa như vậy cũng không phải là hắn thực lực cường đại mà là bởi vì hỏa linh châu những người khác bị sóng nhiệt bao phủ nóng đến cực kỳ khó chịu thân thể trình độ cùng thể lực đại lượng sói mòn không cần đi mỗi lần dừng lại tại thời khắc này bọn hắn đều sẽ càng ngày càng suy yếu bộ pháp cũng sẽ càng ngày càng chậm đứng lên có lẽ là không muốn như thế chật vật có lẽ là lăng thi nhã chế nhạo cùng đùa cợt khơi dậy giang giật ngông nghinh hắn toàn thân đều không ngừng run rẩy trên mặt trên cánh tay từng cái từng cái gân xanh nổ lên, sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, nhưng hắn thế mà lần nữa đứng lên, lại thất tha thất thểu tiến lên. A, à, hai tòa trên cầu treo truyền đến một trận kinh ngạc cảm khái âm thanh, cũng có người càng thêm đùa cợt cười lạnh không thôi, đây thật là đến chết vẫn sĩ diện, đứng đấy so bò càng hao tổn thể lực, cũng sẽ chết được càng nhanh, cái này nếu là một cái trọng tâm bất ổn, sẽ trực tiếp ngã xuống khỏi đi, cho bụi yên diệt. Ầm, um, Giang giật đi về phía trước hơn 20 bộ lần nữa quỳ xuống, mà làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là, hắn thế mà lần nữa đứng lên. Lăng thi nhã cùng lăng thất kiếm liếc nhau, đột nhiên truyền âm cho lăng thất kiếm cảm khái nói, ca ca, người này ý chí lực tốt cường đại, còn giống như cùng thiền tỷ tỷ có chút giao tình, đáng tiếc nhất định chết ở đây. Hừ, lăng thất kiếm hừ lạnh một tiếng, khinh thường thấp giọng nói ra, một cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn mà thôi, thế mà lựa chọn địa ngục cấp độ khó tự gây nhiệt thì không thể sống. Trường 593, thiên địa hợp nhất đệ nhất trọng địa ngục cấp lăng thất kiếm thanh âm mặc dù thấp nhưng hai tòa cầu treo khoảng cách chỉ có ngàn trượt giang giật thính lực lại rất khủng bố tự nhiên mơ hồ nghe được không bằng hắn không tại chiều bên kia nhìn lên trầm mặc tiến lên bịch đi về phía trước hai mươi bộ giang giật sốt cục không chống nổi lần nữa quỳ xuống lần này hắn là thật đứng không dậy nổi hắn ngừng lại miệng lớn thở phì phò mặc dù không đứng lên nổi nhưng đầu vẫn như cố thật cao ngóc lên ánh mắt nhìn qua nơi xa trên mặt đều là kiên nghị chỉ là nghỉ ngơi mười mấy hơi thở thời gian hắn bắt đầu bỏ lên hắn tỉnh ngộ lại muốn đi lấy đi cầu treo cuối cùng đó là không có khả năng hắn có thể hay không leo đến cầu treo một nửa còn là vấn đề tử vong uy hiếp lăng thi nhã lăng thất kiếm đùa cợt rõ ràng bên tai hắn không nói một lời bắt đầu nhanh chóng bỏ sát tốc độ so trước kia còn nhanh mấy phần bất quá tại mỗi lần bỏ sát năm bước lúc hắn hội trì hoãn thoáng cái để thân thể thích ứng gia tăng trọng lực tứ chi chạm đất Thân thể tiếp nhận áp lực tùy theo giảm xuống, hắn càng chạy càng nhanh, 800 bộ, 1.000 bộ, 1.300 bộ. Tại hắn đi đến 1 phần 5 lộ trình, tốc độ của hắn trở nên chậm xuống tới, nhưng vẫn không có một lát ngừng, từng bước một tiến lên. Chân của hắn bởi vì cùng bàn đá xanh không ngừng ma sát, ống quần đã hư nát, bắt đầu chảy máu, nhưng hắn ngoảnh mặt làm mưa tiếp tục tiến lên. Thằng ngốc kia, dạng này không muốn mạng bò, không biết bảo trì thể lực, để thân thể đạt được làm dịu khôi phục hung hăng vọt mạch dạng này ngược lại sẽ chết càng nhanh. Ha ha, đích thật là thằng ngu, ta cược hắn nhiều nhất tiến lên 2.000 bộ. Hừ, 2.000 bộ, các người quá đề cao hắn, hắn có thể đi 1.500 bộ lão tử tựu đớp cướp 3 cân. Ha ha, nếu không bản công tử mở ra bàn, hắn có thể đi qua 2.000 bộ, một bồi năm như thế nào đi qua 1.800 bộ, một bồi 3, 1.500 bộ, một bồi 2. Tốt, ta cực 5-10 ngày thạch, cược hắn đi 1.500 bộ. Bên phải tòa thứ nhất trên cầu treo người hành tẩu mặc dù chậm chạp, nhưng bọn hắn tiếp nhận áp lực nhỏ nhất, sở dĩ rất nhiều người đều có nhàn hạ thoải mái vui cười, cũng có một số người cho giang giật đánh cược, rất nhiều người đặt cược đều chắn giang giật đi bất quá 2.000 bộ. Bên kia tràn đầy phấn khởi đánh cược, đưa tới tòa thứ hai trên cầu treo công tử tiểu thư chú ý, rất nhiều vốn không chú ý giang giật người, tỉ như vũ nghịch, kiếm đế tôn tử, tà phi bọn người thỉnh thoảng quét mắt một vòng tới, muốn nhìn một chút giang giật có thể kiên trì bao lâu. Đối với tình huống bên ngoài, Giang giật mảnh mặt làm ngơ, hoặc là hắn đã không có tinh lực đi chú ý những người khác. Hắn hai chân đầu gối cơ hồ là kéo lấy tiến lên, tiền huyết nhuộm đỏ bàn đá xanh, lôi ra một đầu vết máu, hai tay của hắn cũng là sát bàn đá xanh hoạt động, phần lưng bị ép tới gần như gần sát bàn đá xanh, nhưng hắn đầu vẫn như cũng ngẩng lên thật cao, ánh mắt băng lãnh mà quật cường nhìn phía trước, chậm rãi tiến lên. 1 bộ, tốc độ của hắn đã chậm như ốc sen, so tất cả mọi người muốn chậm, nhưng hắn vẫn tại tiến lên. Âm, um, năm 1450 bộ, hai tay hai chân hắn mềm nhũn, thân thể bị trùng điệp đặt ở bàn đá xanh bên trên, đầu dạp xuống đất. Hắn nhắm mắt lại từng ngụm từng ngụm thở, tại mọi người cho là hắn không được thời điểm, hắn nghỉ ngơi thời gian một nén nhang lại bỏ lên, tiếp tục tiến lên. 1.500 bộ, hắn lại không động được, lần này nghỉ ngơi dòng dã hai nén hương thời gian, hắn lại bỏ dậy, tiếp tục tiến lên. 1530 bộ, hắn như chết chưa triệt để không động được, hai mắt nhắm nghiền, khí như du hồn, tựa hồ bởi vì chịu không được áp lực lớn như vậy, ngũ tạng lục phủ sẽ vỡ vụn, linh hồn sẽ hỏng mất, sẽ chết đi. Nửa nén hương, một nén nhang, hai nén hương, giang giật vẫn là không nhúc nhích, tà phi vũ nghịch bọn người không còn quan tâm, doãn nhược băng cùng lăng thi nhã cũng nhìn mấy lần không còn nhìn nhiều, một người chết dù sao không có gì đẹp mắt. Bên phải trên cầu treo, rất nhiều người bắt đầu kêu gào tránh ra bàn công tử thực hiện tiền đánh cược. Ây, ba nén hương về sau, Giang giật đột nhiên bò lên, nhưng lần này hắn nhưng không có động, mà là chật vật ngồi xếp bằng, tựa hồ đang chuẩn bị vận công chữa thương. Nhưng mà, để vô số mắt người hạt châu kém chút rơi ra ngoài là, một nén nhang về sau, Giang giật thế mà nhắm mắt lại đứng lên. Hắn thật đứng lên, mà lại hắn thân thể không có vẻ run rẩy, toàn thân hắn tựa hồ yên lặng tại một loại trạng thái kỳ dị bên trong, để mọi người nhìn một chút liền rốt cuộc không thể rời ánh mắt, tựa như giờ khắc này hắn biến thành thiên địa, hắn dung hợp tiến vào phiến thiên địa này làm sao có thể, lang thi nhã kinh hô một tiếng, rất nhiều người một mảnh xôn xao, bởi vì giang giật thế mà hướng phía trước nhanh chân hành tẩu, tốc độ so ngay từ đầu nhanh mấy lần. Bất quá tại mỗi lần đi năm bước về sau, hắn đều sẽ có chút dừng lại thoáng cái, sau đó tiếp tục nhanh chân lưu tinh tiến lên, chỉ là mấy cái trong chớp mắt thời gian, hắn đã vượt ngang 100 bộ. Thiên tài, hắn vậy mà tiến vào thiên địa hợp nhất đệ nhất trọng. Doãn nhược băng cặp kia đôi mắt trong sáng bên trong hiện lên một tia kinh diễm, toàn trường chỉ có nàng mơ hồ minh bạch giang giật trên thân chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có tiến vào thiên địa hợp nhất đệ nhất trọng, giang giật mới có thể dung hợp vào thiên địa, giảm bớt trên người trọng áp, để cho mình hành tẩu như thế nhanh chóng. Ai, nếu là hắn lựa chọn là phổ thông cấp hoặc là kinh khủng cấp cửa ải, có lẽ còn có thể sống sót, đáng tiếc. Doãn nhược băng sáng như tinh thần con ngươi, rất nhanh ảm đạm xuống. Dưới cái nhìn của nàng, giang giật nhục thể cùng thực lực quá yếu quá yếu, coi như tiến vào thiên địa hợp nhất đệ nhất trọng, trên thân áp lực giảm bớt rất nhiều, cũng tuyệt đối không có cách nào đi qua cầu treo. 1.800 bộ, 2.000 bộ, 3.000 bộ. Giang giật nhắm mắt lại nhanh chân lưu tinh tiến lên, vậy được tốc độ chạy, để mọi người cảm giác là như vậy không chân thật, có loại ban ngày thấy ma cảm giác, thậm chí có người đang suy đoán bên này là không phải kinh khủng cấp vượt quan. Cũng may Giang giật hành tẩu đến cầu treo một phần ba khoảng cách thời điểm, tốc độ của hắn rốt cục chậm lại. Mặc dù như thế, tốc độ của hắn vẫn như cũ khả quan, để mọi người có chút thở dài một hơi chính là, Giang giật thân thể rốt cuộc lần nữa bắt đầu run rẩy, hô hấp cũng biến thành gấp rút, hiển nhiên không chịu nổi gánh nặng. 3.500 bộ, Giang giật tốc độ cùng mọi người đồng dạng. 4.000 bộ, Giang giật lần nữa quỷ bắt đầu chậm chạp bò sát, nhưng hắn còn nhắm mắt lại, trên người có cỗ không hiểu khí tức, làm người ta liếc hắn một cái tựu không thể chuyển rời ánh mắt. Như thế cái nhân vật, nếu là có thể còn sống ra ngoài, ngược lại là có thể mời chào vào nhà tộc. Lăng thất kiếm có chút cảm khái một tiếng, lăng thì nhã sắc mặt lại có chút mất tự nhiên, bởi vì nàng vừa rồi truyền âm cho giang giật nếu là có thể đi đến một nửa, nàng tự cùng họ, mà giang giật giờ phút này khoảng cách một nửa lộ trình chỉ có không đến ngàn bộ khoảng cách. Vũ nghịch bọn người thu hồi ánh mắt, giang giật mặc dù còn tại tiến lên, nhưng ở bọn hắn xem ra sẽ dầu hết đèn tắt, hắn tuyệt đối không thể nào đi qua cầu nại hà. 4.500 bộ, 4 bộ. Giang giật tốc độ lại trở nên chậm như ốc sen toàn thân gần như dán vào bàn đá xanh, mà lại rất khủng bố chính là, hắn thất khiếu bắt đầu đổ máu, bộ dáng nhìn dữ tợn đáng sợ, tùy thời đều có thể chết đi. Hô hô, đúng lúc này, hẻm núi bên kia vang lên một đạo tiếng gió, mọi người sắc mặt biến đổi toàn bộ ngồi trồm hồm ở địa, mà mắt ánh mắt đều không hẹn mà cùng hướng giang giật nhìn lại. Rất nhiều người nhìn xem giang giật cùng xem người chết không khác, bởi vì bão tố phong sẽ đến, giang giật còn yên lặng tại một loại nào đó không hiểu trong trạng thái, chậm rãi bỏ sát.